Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 36. Thấy thế, Diệp Quân cũng hết sức căng thẳng, lần này hắn không chọn cách đối đầu trực tiếp mà chắn khiên cổ lên trước người. Dùng thần vật kháng cự. Ầm ầm. Chiến ý vô tận vọt tới, Diệp Quân bị đẩy lùi liên tục, trong nháy mắt đã bắn ra xa mấy vạn trượng. Cũng vào lúc này, một bóng người lướt tới trước mặt Diệp Quân, vung quyền đánh thẳng vào tấm khiên cổ. Dầm. Diệp Quân nắm tấm khiên cổ lại bị đánh lùi vạn trượng, nhưng hắn còn chưa thể dừng lại thì chiến đế lại xuất hiện trước mặt hắn một lần nữa, vung quyền đánh về phía hắn. Lần này, Diệp Quân đột nhiên thu khiên cổ, chém một kiếm về phía chiến đế. Thấy Diệp Quân ra kiếm, chiến đế lập tức nheo mắt, thu quyền, thân mình run lên, lùi lại phía sau. Nhưng dường như Diệp Quân đã sớm liệu trước, hắn xông lên, chém mạnh về phía chiến đế một kiếm dứt khoát. Chiến đế lại nhảy vọt ra phía sau né tránh. Vèo. Kiếm của Diệp Quân chém vào khoảng không, thời không hứng mọi sức mạnh từ nó. Diệp Quân liếc nhìn về phía chiến đế, sắc mặt âm trầm, hắn đã nhận ra, nếu chiến đế không muốn đối chiêu với hắn thì hắn hoàn toàn không thể gây thương tích cho ông ta được, vì tốc độ của ông ta nhanh hơn hắn nhiều. Tuy hiện giờ cảnh giới của hắn cũng đã là đại đế nhưng so với chiến đế thì còn chênh lệch quá nhiều. Lùi lại thật xa. Chiến đế nhìn Diệp Quân, chau mày, đối mặt với thiếu niên trang bị thần vật đầy mình thế này, ông ta cũng rất đau đầu. Phải đánh thế nào đây? Tấn công thì có thanh kiếm sắc bén nhất. Phòng thủ có tấm thuẫn mạnh nhất. Lại còn có năng lực tự khôi phục vô cùng đáng sợ. Ngay cả chính ông ta cũng cảm thấy hết cách, nếu giờ là khi ông ta đang ở thời kỳ đỉnh cao thực lực thì còn có thể lấy sức mạnh vượt trội tuyệt đối để đè ép và giết chết Diệp Quân, nhưng lúc này... Xa xa, Diệp Quân càng cảm thấy hưng phấn hơn, hắn lại xông tới, chém một kiếm về phía chiến đế. Thấy Diệp Quân đánh tới, chiến đế đành phải lùi nhanh lại, kéo dài cự ly. Dầm! Một kiếm này của Diệp Quân lại thất bại. Ngay sau đó, chiến đế đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, hắn liền cảm thụ được một lực ép khủng bố. Diệp Quân nâng khiên cổ chống đỡ. Dầm! Luồng sức mạnh hùng hậu kia đẩy hắn lùi lại. Diệp Quân hoa mắt lên, chợt một bóng người lóe tới làm hắn cả kinh, vội vã nhấc khiên cổ chống đỡ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn tức thì biến đổi, vội vàng quay người định lùi, chỉ tiếc đã không còn kịp, bụng hắn truyền đến một cơn đau dữ dội. Dầm! Diệp Quân bị đánh bay ra sau. Khi thân thể hắn bị đánh bay lên, một bàn tay vươn tới, túm lấy khiên cổ của hắn. Đó là tay của chiến đế. Ông ta muốn cướp đoạt khiên cổ. Diệp Quân chủ động buông tay, người xông lên trước, kiếm đâm thẳng vào chiến đế không dám chống đỡ kiếm này, chỉ đành buông khiên cổ, nghiêng người về sau né tránh, kéo dài cự ly với Diệp Quân. Diệp Quân lại nắm khiên cổ, nhìn chiến đế, sắc mặt căng thẳng, suýt thì mất vật này rồi. Chiến đế cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói một lời. Ông ta lại đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, xuất hiện trước mặt Diệp Quân như một bóng ma. Nhưng Diệp Quân cũng kịp phản ứng lại, vung kiếm đâm ra. Vèo. Một chiếc bóng bị đâm nát, chiến đế xuất hiện trở lại ở cách đó nghìn trượng. Năng lực đoán trước. Chiến đế nheo mắt lẩm bẩm, võ thần. Diệp Quân không nói một lời, chỉ bất chợt xông lên, lại đâm ra một kiếm. Một kiếm bất bại. Đối mặt với kiếm của Diệp Quân, chiến đế đã có kinh nghiệm hơn, ông ta không đối chiến trực tiếp vì ông ta cũng đã phát hiện. Thanh kiếm này quá sắc bén, không gì có thể chống lại nó mà không bị tổn hại. Chiến đế lùi lại phía sau, một lần nữa kéo dài khoảng cách với Diệp Quân, nhưng trước khi Diệp Quân kịp đánh ra chiêu thứ hai, ông ta đột nhiên lại biến mất như một bóng ma. Trong tích tắc, hàng nghìn hàng vạn bóng mờ xuất hiện xung quanh Diệp Quân, tốc độ cực nhanh, khiến hắn không thể phân biệt rõ đâu mới là bản thể chiến đế. Diệp Quân đột nhiên dấn bước đi lên, kiếm vực xuất hiện. Khi kiếm vực hình thành, tất cả những bóng mờ vờn quanh hắn đều trở nên chậm chạp, giây lát sau, kiếm vực ầm ầm sụp đổ, nhưng Diệp Quân đã bắt được khoảnh khắc này, phát hiện ra bản thể của đối phương. Diệp Quân xoay người, đâm ra một kiếm. Ầm. Chiến đế vẫn không dám đỡ kiếm, vội vàng lùi lại. Diệp Quân không đuổi theo, hắn chỉ im lặng nhìn chiến đế. Lúc này, phía xa xa, Tịnh Thần đột nhiên lên tiếng, Diệp Quân. Ngươi dùng một mớ thần vật hộ thân, đánh như thế thì có gì thú vị?
Diệp Quân liếc nhìn Tịnh Thần, vậy ông tự hạ cảnh giới qua đấu với ta nhé. Sắc mặt Tịnh Thần trở nên khó coi. Tự hạ cảnh giới. Trong tình thế này, ông ta không nắm chắc sẽ thắng. Diệp Quân khinh thường liếc nhìn Tịnh Thần, cảnh giới cao hơn ta bao nhiêu bậc, còn không cho ta dùng thần vật hộ thân, so với cha ta, mặt ông thậm chí còn. Nói đến đó, hắn chợt ngừng bặt. Nếu còn nói nốt, có khi hắn sẽ bị đánh. Ha ha ha. Đúng lúc này, từ nơi sâu thẳm trong tinh không, một hơi thở khủng bố đột nhiên tràn tới, tiếp đó là một tiếng cười hùng hồn, chiến đế, một con sâu cái kiến mà ông cũng không làm gì được, thật là mất mặt quá đi. Cùng tới với âm thanh là một người đàn ông trung niên, ông ta xé thời không bước ra, chân đạp không trung đi tới. Thấy người này, Tịnh Thần chợt vui mừng hô, ma đế. Ma đế, đó là một trong bốn đại đế dưới tay Vĩnh Sinh đại đế, trời sinh mang tính kiêu ngạo ngang ngược, lấy ma nhập đạo, là vị có tính tình nóng nảy nhất trong bốn đại đế, đồng thời cũng là vị mạnh nhất. Về thực lực, người này cũng phải gần tiệm cận với thực lực của chiến đế vào thời kỳ mạnh nhất, tính trong toàn bộ nền văn minh Vĩnh Sinh, người này xứng đáng đứng thứ ba trong bảng chiến lực. Chiến đế chỉ liếc nhìn ma đế một cái, không lên tiếng. Ma đế nhìn về phía Diệp Quân, khinh thường nói, chỉ là một đám con sâu cái kiến mà cũng dám đối đầu với nền văn minh Vĩnh Sinh chúng ta. Chiến đế nói với ma đế, không được khinh suất. Khinh suất? Ma đế cười lớn, chủ nhân bút đại đạo đã không còn ở đây, trong thế gian này, nền văn minh Vĩnh Sinh chúng ta còn có đối thủ nào nữa sao? Chiến đế, năm đó ông bị thương quá nặng, khiến giờ không làm gì được bầy sâu kiến này, ta có thể hiểu được. Giờ ông cứ đứng qua một bên đi, để đó cho ta. Nói đoạn, ông ta nhìn Diệp Quân, cười bảo, ngươi chính là Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, các hạ là. Ma đế nói, ta là ma đế, đã từng nghe tới danh hiệu của ta chưa? Diệp Quân lắc đầu, mạnh lắm sao? Ma đế cười lớn, chủ nhân bút đại đạo không ra tay, đế chủ không xuất hiện thì ta đây là vô địch có hiểu không? Vô địch, lời đó vừa được thốt ra. Hử, một âm thanh nghi hoặc đột nhiên vang lên. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Tại một nơi sâu thẳm trong tinh không xa xôi, một vị kiếm tu khoác trường bào màu trắng bỗng dừng lại, quay đầu nhìn. Bên cạnh kiếm tu, người đàn ông áo xanh hỏi, Tiêu huynh, có chuyện gì? Kiếm tu kia trầm giọng, có người vừa nói vô địch. Người áo xanh lắc đầu, chắc lại là một kẻ vô tri nào đó, đừng để ý. Kiếm tu kia do dự giây lát rồi nói, ta vẫn nên quay về xem thế nào, nếu không, bọn chúng cứ nhắc mãi vô địch, ta nghe thấy phiền. Dứt lời, kiếm tu kia quay người, kiếm quang lóe lên, biến mất khỏi đó. Thấy Tiêu Dao kiếm tu đi rồi, người áo xanh quả thực không biết phải nói gì. Vị Tiêu huynh này dường như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế rồi. Ai dám xưng vô địch thì làm thịt kẻ đó. Trong tinh không, Diệp Quân nhìn ma đế, sắc mặt hết sức nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện, hơi thở của vị ma đế này quả thực rất mạnh, còn mạnh hơn chiến đế khá nhiều. Chiến đế lúc này không phải đang trong thời kỳ đỉnh cao của thực lực, nhưng vị trước mắt đây hiển nhiên là một vị cường giả đang ở thời kỳ sung mãn nhất. Lần này Diệp Quân không chọn tiếp tục đánh, vì hắn đã thu được rất nhiều điều, cũng coi như đủ rồi. Còn tiếp tục đánh, chẳng may mất mạng thì phải làm sao? Diệp Quân lùi sang một bên, đứng cạnh Nhị Nha và An Nam Tịnh, Tiểu Bạch vội vàng vươn móng vuốt, thanh kiếm Thanh Huyên bay vèo về tay nó. Diệp Quân vội giữ chặt tấm khiên cổ, không để nó bay qua nốt. Tiểu Bạch trừng mắt lên, vươn móng vuốt chỉ khiên cổ rồi lại chỉ vào mình. Không khó đoán ra, ý nó muốn nói là, khiên cổ đó là của nó. Diệp Quân do dự một chút rồi nói, cho ta mượn dùng chút đi. Tiểu Bạch trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân. Diệp Quân bị nó nhìn như thế cũng thấy chột dạ, à thì, đánh lui kẻ địch rồi, ta trả lại cho ngươi, có được không? Tiểu Bạch vẫn trừng mắt nhìn, trông như đang do dự. Diệp Quân lại nói thêm, ta lấy danh nghĩa cha ta bảo đảm với ngươi. Nghe thấy thế, Tiểu Bạch lập tức chạy đến trước khiên cổ, vươn cả hai móng vuốt ra sức kéo lấy. Sắc mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Trời đất! Cha mình, nhân phẩm kiểu gì vậy? Thật bất đắc dĩ. Diệp Quân đành phải trả lại khiên cổ cho Tiểu Bạch, hắn không thể làm ra loại chuyện cướp đoạt của người khác,
đương nhiên, cũng là không dám làm. Sẽ bị đánh đó. Đánh không lại nhị nha, cũng đánh không lại An tiền bối, càng đánh không lại ông nội. 2. Diệp Quân lặng lẽ thở dài một hơi, mình thật đúng là kẻ dưới đáy xã hội. Xa xa, Ma Đế nhìn đám người bên Diệp Quân, cười cười lớn lối, các ngươi cùng lên một lượt đi. Cùng đánh một lượt. Nghe Ma Đế nói thế, Diệp Quân sửng sốt cả người. Phách lối đến thế cơ à? An Nam Tịnh liếc nhìn Ma Đế, cổ tay hơi động đậy, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng vào lúc này, không trung chợt xuất hiện sự khác thường. Ầm, từ nơi sâu trong tinh không, có một hơi thở mờ mịt cuốn tới. Mục tiêu của hơi thở này chính là Ma Đế. Cảm nhận được điều đó, những người có mặt ở nơi này đều sửng sốt. Người nọ là ai? Đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh đều nghi hoặc, là người phe mình sao? Vài vị cường giả của nền văn minh vĩnh sinh ngẩng lên nhìn Tịnh Thần, thấy Tịnh Thần cũng rất nghi hoặc, bởi vì, hơi thở này quá xa lạ, hơn nữa, nó còn nhắm thẳng vào Ma Đế. Chẳng lẽ là người của vũ trụ quan huyên? Nghĩ đến đó, Tịnh Thần quay đầu nhìn về phía đám người An Nam Tịnh. Sắc mặt của An Nam Tịnh cũng mấy người khác dường như có vẻ kỳ quái. Thấy thế, lòng Tịnh Thần trở nên nặng nề. Như vậy, có khả năng người kia chính là người của vũ trụ quan huyên. An Nam Tịnh cùng mấy người bên cạnh liếc nhìn nhau, ai nấy đều có vẻ bất ngờ, bọn họ đều không ngờ được vị kiếm tu này lại đến đây. Chỉ có Diệp Quân vẫn ngây mặt không hiểu, người vừa tới là ai nhỉ? Đúng lúc này, Ma Đế chợt cất tiếng cười to, cuối cùng cũng có một kẻ chẳng đến nỗi yếu lắm, các vị chớ có nhúng tay, để ta đi lấy đầu hắn về đây. Dứt lời, ông ta hóa thành một vệt màu đen, phóng lên cao, xông thẳng về nơi sâu thẳm trong tinh không. Chiến Đế nhăn mày nhìn theo, ông ta cảm thấy hơi thở nó rất không đơn giản, vốn định nhắc nhở Ma Đế một câu, nhưng lại nghĩ, tính tình vị Ma Đế này nóng nảy, cổ quái, dễ cáu giận, nếu mình nhắc nhở, chỉ sợ lại phản tác dụng. Vì vậy, ông ta đành bỏ ý định cùng đi lên. Tại nơi sâu thẳm trong tinh không, Ma Đế dừng lại, nhìn về phía xa, tay phải chắp sau lưng, lẳng lặng đứng đợi, sắc mặt kiêu ngạo không hề che giấu. Giây lát sau, phía xa xăm, thời không tách ra, một vị kiếm tu chậm chậm bước đến. Kiếm tu này vận bộ trường bào màu trắng, tay trái cầm một thanh trường kiếm còn đút trong vỏ, chậm rãi bước đi. Tuy là kiếm tu nhưng người này hoàn toàn không mang khí thế lấn át người khác, ngược lại còn cho cảm giác rất hiền hòa. Thấy kiếm tu nọ, Ma Đế thoáng chau mày, bởi vì ông ta nhận ra, mình không thể cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào từ kiếm tu đó cả. Không thể cảm nhận được hơi thở. Cảnh giới cũng không cảm nhận được. Kiếm tu này cho ông ta cảm giác như thể không hề tồn tại vậy. Ma Đế bắt đầu nghi hoặc, cũng bắt đầu đề phòng. Vị kiếm tu này thực sự cao thâm đây. Kiếm tu nhìn vị Ma Đế đứng trước mặt, quan sát giây lát rồi hỏi, các hạ là người vừa tuyên bố vô địch. Ma Đế cười lớn, đúng là ta, thì sao, ngươi không phục à? Kiếm tu nói, cũng không phải, chỉ là cảm thấy ngươi đang khoác lác mà thôi. Ha ha, Ma Đế đột nhiên cất tiếng cười ha hả, ngươi yên tâm, ta thật sự là vô địch đấy. Kiếm tu gật đầu, hy vọng là vậy đi. Vậy ta đây chuẩn bị ra kiếm nhé. Ma Đế giang hai tay, cười nói cầu được giết. Cầu giết. Kiếm tu sửng sốt, rồi lại thoáng do dự, ông ấy đang tính chỉ luận võ chút thôi, không cần phải giết người. Ông ấy từ nơi xa xôi hàng trăm triệu dặm quay về đây không phải để giết người. Nhưng vào lúc này, Ma Đế lại nói, xin ngươi giết chết ta. Dứt lời, ông ta lại phá lên cười, từng luồng ma khí đáng sợ phóng lên cao. Dung chuyển bốn phía ngân hà, khiến nơi nơi sôi sục. Bá đạo. Phải nói rằng, Ma Đế thật sự rất có khí phách, cũng rất ngông cuồng, đương nhiên, ông ta cũng có thực lực làm vậy. Cả đời ông ta mới chỉ bị đánh bại hai lần mà thôi. Vị kiếm tu trước mắt đây, thoạt nhìn cũng có chút tài năng đấy, nhưng thế thì đã sao? Ông ta cảm thấy, nay sống lại một đời, chủ nhân bút đại đạo không còn ở đây, Ma Đế này chính là vô địch. Vô địch. Ma Đế điên cuồng cười lớn, rồi đột ngột hóa thành một luồng ma quang, bắn về phía kiếm tu. Chủ động xuất kích. Hơn nữa, lần này, ông ta còn dốc toàn lực. Đúng vào lúc này, vị kiếm tu kia cũng đột nhiên rút kiếm, bình thản chém ra một nhát.
Kiếm quang lóe lên. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nháy mắt, ma khí đang tràn ngập trong tinh hà vũ trụ bỗng biến mất sạch sẽ, sức mạnh khủng bố do ma đế phát ra cũng tan biến đi đằng nào. Vèo. Ma đế bị ghim tại chỗ. Bị một kiếm ghim chặt, ma đế trợn to mắt như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Ta là ai? Mẹ nó chứ, ta bị làm sao vậy? Ta, bị hạ trong một chiêu. Vào thời khắc này, ma đế đã hoàn toàn hóa đá. Kiếm tu nọ liếc nhìn ma đế, thở dài một tiếng, vẻ thất vọng tràn trề, hẳn nên nghe lời Dương huynh mới phải. Ông ấy thật sự rất thất vọng. Từ nơi xa cả trăm triệu dặm trở về đây chỉ vì một thứ kém cỏi thế này. Kiếm tu tức giận trong lòng, buột miệng nói, người yếu như vậy mà còn không biết xấu hổ nói mình vô địch. Nghe thấy thế, sắc mặt ma đế như cứng đờ, vào lúc này, ông ta không thấy phẫn nộ khi bị sỉ nhục mà chỉ thấy sợ hãi. Vô cùng sợ hãi. Thực lực của ông ta ở cấp độ nào rồi? Ông ta chính là một đại đế, hơn nữa còn là một vị đại đế mạnh hơn cả một số thần linh trong vũ trụ rồi, nhưng lúc này, ông ta bị kiếm tu kia hạ gục trong một chiêu. Người này rốt cuộc là ai? Xa xa, kiếm tu chỉ liếc nhìn ma đế một cái rồi quay lưng định bỏ đi. Không giết đối thủ. Giết hay không đối với ông ấy mà nói cũng chỉ trong một ý niệm mà thôi, loại đối thủ cấp bậc này thật sự quá yếu. Có thể ví von như thế này, con người có thể dễ dàng giết chết một con kiến, nhưng con người sẽ không dốc sức để giết chết một con kiến. Thấy kiếm tu định bỏ đi, ma đế nhìn theo chòng chọc. Cất tiếng, ngươi là người của vũ trụ quan huyên. Vũ trụ quan huyên. Nghe nhắc đến từ này, kiếm tu đột nhiên dừng lại, quay người nhìn ma đế, ngươi là kẻ địch của vũ trụ quan huyên. Ma đế chỉ nhìn kiếm tu chòng chọc, không nói một lời. Kiếm tu nói khẽ, vũ trụ quan huyên là thế lực của Diệp lão đệ nhà ta, nếu ngươi đã là kẻ địch của vũ trụ quan huyên thì... Nói đoạn, ông ấy lại vung một kiếm. Ma đế bị diệt dưới kiếm này. Chết! Kiếm tu diệt ma đế chỉ trong một kiếm, khẽ lắc đầu, toàn bọn lừa đảo, động chút là kêu vô địch. Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có vị nào đó của chân vũ trụ là thứ thiệt, chỉ tiếc, giờ người đó còn đang phải trấn áp vũ trụ kiếp, ông ta không tiện dậu đổ bìm leo. Thật sự quá đáng tiếc. Còn về người phụ nữ váy trắng kia, hiện tại cũng chẳng có lòng dạ nào mà đánh, đã chạy tới hệ ngân hà chơi rồi. Hai. Kiếm tu lại thở dài thườn thượt, vô địch, thật là tịch mịch. Nói xong, ông ấy định rời khỏi nơi này, nhưng lại chợt nghĩ đến một điều, ông ấy ngoảnh đầu nhìn xuống chiến trường bên dưới, do dự giây lát rồi quyết định ở lại xem thử một chút, con trai của Diệp lão đệ, hẳn mình cũng nên để mắt trông nom. Bên dưới, đám người đều đang ngẩng đầu nhìn về nơi sâu thẳm trong tinh không. Chờ! Nhưng họ đã chờ hồi lâu mà vẫn không thấy ma đế quay lại. Đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh bắt đầu lo âu nhíu mày. Kịch liệt như vậy sao, đến giờ còn đánh chưa xong. Phía bên kia, An Nam Tịnh cùng những người khác lại vẫn hết sức bình tĩnh, khi biết vị kiếm tu kia đã trở về, bọn họ cũng đã biết được kết cục. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng cùng đồ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, Thanh Nhi váy trắng nói, về vũ trụ quan huyên trước đi. Diệp Quân nhìn bà ấy, hỏi, cô. Bên vũ trụ quan huyên có chuyện gì à? Thanh Nhi váy trắng cười bảo, không có việc gì, bên kia có người đối kháng với cường giả của nền văn minh vĩnh sinh rồi. Diệp Quân đang muốn nói gì thì Thanh Nhi váy trắng đã trầm giọng, thực lực hiện nay của con không đủ, còn ở lại đây, bọn ta. Nói đến đó, bà ấy thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục, bên vũ trụ quan huyên cần có người đứng ra chủ trì mọi việc, cho nên ba người bọn con về đi. Ba người là chỉ Nạp Lan Ca, Tiểu Bạch cùng với Diệp Quân. Sao Diệp Quân lại không nghe ra được ngụ ý trong lời nói của người cô này? Hiện giờ chiến lực của hắn tuy cũng coi như hùng hậu, nhưng đó chỉ là tạm thời, bởi vì cảnh giới của hắn bắt đầu đi xuống rồi. Nói sao thì cũng chỉ là cảnh giới do bí pháp cưỡng chế tăng lên, tuy không có nhiều tác dụng phụ nhưng cũng không thể sử dụng liên tục, còn tiếp tục tăng lên đến đế cảnh, thân thể cùng linh hồn của hắn đều sẽ không chịu nổi. Hiện giờ, nơi chiến trường này, hắn chính là điểm yếu lớn nhất. Cả Tiểu Bạch và Nạp Lan Ca cũng vậy. Hai vị này cũng là điểm yếu của phe mình. Nạp Lan Ca dù có rất nhiều thần vật nhưng vẫn không thể phát huy uy lực cao nhất của chúng, dù có được Tiểu Bạch hỗ trợ.
mấy thứ đó, cũng chỉ có tần quan mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, hơn nữa, ngay cả tần quan cũng không dám dùng bừa bãi, vì uy lực của chúng quá lớn, có khi cả đồng đội cũng bị vạ lây. Diệp Quân không hề do dự, quyết định dẫn Nạp Lan Ca cùng Tiểu Bạch quay về. Hắn biết rõ, ba người bọn hắn còn ở đây sẽ bị đối thủ nhắm vào, khiến cô cùng mọi người phải phân tâm bảo vệ. Nhưng ngay khi Diệp Quân cùng hai người kia muốn rời khỏi nơi này, xa xa, nơi tận cùng Ngân Hà, một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, muốn trốn à? Ầm ầm, âm thanh kia vừa dứt, trước mắt mọi người, một khoảng Ngân Hà bốc cháy đùng đùng, trong đất trời, vô số pháp tắc cùng đạo tắc bắt đầu sụp đổ và tan biến. Con người Diệp Quân co rút lại, người kia là Vĩnh Sinh Đại Đế. Cảm thụ được hơi thở cực kỳ hùng hậu này, sắc mặt Diệp Quân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hơi thở đó, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với chiến đế. Vào lúc này, Thanh Nhi váy trắng đã kéo Diệp Quân ra sau, bà ấy nhìn Diệp Quân, mỉm cười, đừng sợ, có các cô ở đây, không ai có thể cậy lớn bắt nạt con được. Các cô, nghe Thanh Nhi váy trắng nói thế, trong lòng Diệp Quân như có một dòng nước ấm chảy qua. Từ sau khi kế thừa gia nghiệp, hắn cứ ngỡ từ nay sẽ được bước lên đỉnh cao cuộc đời, nhưng thật không ngờ, mỗi ngày đều lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cho tới tận bây giờ vẫn cứ như thế, lúc nào cũng ở trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Thật sự phải nói rằng, tiết tấu quá nhanh, áp lực quá lớn. Mệt chết đi được, cũng khổ chết đi. Nhưng may mắn làm sao, cha không để hắn phải một mình gánh vác tất cả, có người của Dương tộc, có các cô. Xa xa, cùng với sự xuất hiện của hơi thở hùng hồn kia, tinh hà vũ trụ bắt đầu tan vỡ, mảnh tinh hà này không thể chịu nổi sức mạnh khủng bố đó. Diệp Quân nhìn về nơi ấy, sắc mặt nặng nề, chẳng lẽ thật sự là Vĩnh Sinh Đại Đế? Ngay lúc này, cuối tầm mắt của mọi người, một người đàn ông đạp trên vùng tinh hà vỡ vụn đi tới. Người nọ vận áo lụa, mũ trắng, vóc dáng cao lớn, tay cầm một cuốn sách cổ màu xanh, ánh mắt lại mang màu đỏ tươi quỷ dị. Thấy người nọ, Diệp Quân thoáng chau mày, lòng hơi bất ngờ, vì người nọ không phải là Vĩnh Sinh Đại Đế. Hắn quay sang nhìn đám tịnh thần bên kia, thấy bọn họ cũng đang nghi hoặc khó hiểu. Vẻ nghi hoặc của họ khiến Diệp Quân sửng sốt. Đám cường giả của nền văn minh vĩnh sinh này cũng không biết người kia là ai. Chiến đế nhìn người đàn ông vừa bước tới, nhíu chặt mày, ông ta cũng không nhận ra người đó. Trong hư không, Tiêu Dao kiếm tu liếc nhìn người đàn ông nọ, khẽ lắc đầu, quá yếu. Người kia bước tới, mắt nhìn thẳng vào Diệp Quân, cười hỏi, người chính là Diệp Quân. Diệp Quân cũng nhìn ông ta, các hạ là. Người đàn ông nọ cười lớn, thần y tận, từng nghe tới chưa? Diệp Quân lắc đầu. Người kia lại cười nói, chưa từng nghe cũng không có gì lạ, dù sao chúng ta lại không phải người sống ở cùng một thời đại. Diệp Quân hỏi, các hạ không phải người của nền văn minh vĩnh sinh. Thần y tận cười cười, không phải. Diệp Quân nghi hoặc, vậy các hạ tới đây có mục đích gì? Thần y tận nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ánh mắt nóng bỏng, nghe nói đạo ấn của chủ nhân bút đại đạo đang ở trên người ngươi, có phải thế không? Mục đích là đạo ấn. Diệp Quân nhìn thần y tận, đáp đúng là đạo ấn đang ở trên người ta. Thần y tận cười nhẹ, cho ta, được chứ? Diệp Quân suy nghĩ một lát rồi hỏi, nếu không cho, các hạ định cướp, phải không? Thần y tận ha hả cười lớn, ngươi cảm thấy sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, tuy các hạ không phải người của thời đại văn minh vĩnh sinh nhưng chắc cũng là một bậc cường giả đến từ một thời đại văn minh nào đó, ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Hợp tác? Nghe Diệp Quân nói thế, thần y tận sửng sốt rồi bật cười, ngươi muốn hợp tác với ta. Diệp Quân nhìn ông ta, nói, nếu các hạ cảm thấy hợp tác với ta là sỉ nhục mình, hoặc là các hạ cho rằng vũ trụ quan huyên chúng ta không có tư cách hợp tác với các hạ thì ta đây chỉ có thể nói, các hạ có thể ra tay luôn đi. Thần y tận nhìn Diệp Quân, nụ cười dần biến mất. Diệp Quân bảo, thứ cho ta nói thẳng, ta thật lòng không có ấn tượng tốt đẹp với đám cường giả đến từ những thời đại văn minh trước kia như các ông, không một chút nào luôn. Vì sao? Vì các ông rất tự phụ, hoặc có thể nói là rất ngu xuẩn tới độ nào ấy à? Ví dụ như vị gần đây nhất, tộc trưởng tộc Bác Thiên Đạo. Diệp công tử. Đúng lúc này, từ xa xa có một tiếng hét phẫn nộ truyền đến.
Diệp Quân quay đầu nhìn, nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng, đó chính là Bác Thiên Đạo. Trông thấy Bác Thiên Đạo, Diệp Quân thoáng sững sờ, sao người này lại ở đây? Bác Thiên Đạo nhìn chòng chọc vào Diệp Quân, nói xấu sau lưng người khác là hành vi của kẻ quân tử sao? Diệp Quân không biết nói gì, người này linh thế nhỉ, vừa nhắc tới là có mặt ngay. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân lại nói xấu sau lưng người khác quả thực không được hay lắm, nhưng những điều ta nói lại đều là sự thật. Sắc mặt Bác Thiên Đạo trở nên khó coi hẳn đi, ông ta dùng huyền khí truyền âm tới tai Diệp Quân, Diệp công tử, tuy hai ta là đối thủ nhưng Bác Thiên Đạo ta đây luôn kính trọng cô ngươi, cả ngươi nữa, tôn trọng đối thủ chính là tôn trọng bản thân, ngươi thấy có đúng không? Diệp Quân liếc nhìn Bác Thiên Đạo, nói, vậy được, nể mặt bác tộc trưởng, ta không lấy các hạ làm ví dụ. Bác Thiên Đạo nghe được thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, chắp tay cảm tạ. Ba thanh kiếm tụ hợp. Ông ta xuất hiện ở đây hoàn toàn không phải chuyện tình cờ, vừa biết nền văn minh vĩnh sinh đánh với vũ trụ quan huyên, ông ta lập tức chạy tới đây. Đối với vị vĩnh sinh đại đế này, ông ta cũng có biết đôi chút, dù sao, ông ta cũng là cường giả của thời đại văn minh thần đạo, đã từng đi theo chủ nhân bút đại đạo. Nền văn minh vĩnh sinh đánh nhau với vũ trụ quan huyên, chuyện lớn như vậy, đương nhiên ông ta không thể bỏ qua, bởi vậy đã sớm chạy tới đây xem. Chỉ có điều, ông ta không ngờ rằng vị Diệp công tử này nói một hồi lại kéo mình vào câu chuyện, hơn nữa còn định lấy ông ta làm ví dụ. Mẹ kiếp! Đây chẳng phải là hành vi bại hoại danh tiếng của Bác Thiên Đạo này sao? Như vậy sao được? Vì thế, ông ta vội vã lộ diện để ngăn cản, Bác Thiên Đạo này cũng cần thể diện chứ. Chợt nghĩ đến điều gì, Bác Thiên Đạo lại dùng huyền khí truyền âm cho Diệp Quân, người này là thần Y Tận, là một vị thần linh vũ trụ, thực lực vượt xa những đại đế bình thường, năm đó vì muốn mở lại vũ trụ nên bị chủ nhân bút đại đạo trấn áp. Ông ta không phải đang tỏ vẻ yếu thế trước Diệp Quân đâu. Chẳng qua ông ta chỉ cho rằng, người ta đã nể mặt Bác Thiên Đạo này thì ông ta cũng nên tỏ vẻ một chút, coi như đáp lại. Thật sự không phải tỏ vẻ yếu thế. Càng không phải là đầu hàng. Bác Thiên Đạo liên tục tự nhủ với lòng như thế. Nghe thấy vậy, Diệp Quân nhìn ông ta một cái tỏ ý cảm ơn rồi lại quay sang phía thần Y Tận. Ta biết, các hạ là một cường giả tuyệt thế ở thời đại văn minh thần đạo. Hôm nay xuất thế, chủ nhân bút đại đạo lại không ở đây, đương nhiên các hạ rất tự tin cho rằng thời đại này không ai có thể địch lại mình, đối mặt với đám người không có thực lực, không có chống lưng, không có. An Nam Tịnh đột nhiên vỗ đầu Diệp Quân một cái, nói chuyện đàng hoàng đi. Diệp Quân cười cười, rồi lại nói với thần Y Tận, nói đơn giản là, các hạ vừa mới xuất thế, hẳn sẽ coi thường người khắp nơi, nhưng cá nhân ta đây có một kiến nghị thế này. Cho dù các hạ thật sự muốn cướp đạo ấn của ta, muốn đối đầu với vũ trụ quan huyên chúng ta thì trước đó cũng nên đi tìm hiểu thử, tra xem gia cảnh ta thế nào, điều tra qua thực lực của vũ trụ quan huyên bọn ta ra sao đã. Nói đến đó, Diệp Quân thở dài, mẹ kiếp, ông đây còn phải quan tâm săn sóc cho cả nhân vật phản diện, cuộc sống này thật quá nhọc nhằn rồi. Nghe Diệp Quân nói thế, Bác Thiên Đạo đứng xa xa chỉ trầm mặc nhìn hắn. Thực ra, đối với những lời này của Diệp Quân, bản thân ông ta cũng rất xúc động. Lúc mới xuất thế, ông ta cũng mang tâm thái giống như vĩnh sinh đại đế và thần Y Tận này, cho rằng chủ nhân bút đại đạo không còn ở đây thì thế gian này mình không còn địch thủ. Mà con người một khi đã kiêu ngạo thì tất chuốc họa lớn vào thân. Chính ông ta cũng thế, lòng tin bành trướng khiến cho tộc Bác Thiên suýt thì bị diệt tộc, bản thân cũng suýt bị một kiếm bay đầu. 2. Bác Thiên Đạo thở dài một tiếng, rồi lại như sực tỉnh, ông ta quay sang nhìn Diệp Quân, lòng thoáng oán giận, nếu trước kia người này có thể nói những lời đó với mình, với trí tuệ vô song của mình, nhất định có thể hiểu được, về sau cũng sẽ không phải sinh bi kịch thảm thiết như thế. 2. Bác Thiên Đạo lại thở dài thườn thượt, tất cả là lỗi của Diệp Quân, có chỗ dựa vững chắc như thế lại cứ nhất định không nói ra, thật khiến người ta tức chết. Bên kia, thần Y Tận nghe Diệp Quân nói xong chỉ nở nụ cười, bản thân hiểu được ý ngươi, ngươi muốn nói cho bản thân, vũ trụ quan huyên nhà ngươi rất mạnh, sau lưng Diệp Quân ngươi rất nhiều người tài, có phải không? Nghe thần Y Tận nói thế, Diệp Quân chỉ im lặng. Thần Y Tận cười phá lên, ta thừa nhận, lời ngươi nói thực ra cũng rất có lý, đối đầu với ai,
trước tiên nên điều tra rõ lai lịch và thực lực của đối phương để tránh rước họa, chọc nhầm người không thể chọc, rước tới tai họa mất mạng cho bản thân. Nhưng mà, nói đến đó, ông ta đột nhiên đổi giọng, cười nói, thực ra, những lời này cũng là lời ta muốn nói với ngươi, ngươi, biết ta là ai không? Biết thực lực của ta ra sao không? Nghe thần y tận nói thế, bác thiên đạo nhíu mày, liếc nhìn thần y tận, ánh mắt kinh ngạc như không thể tin nổi, thế gian vẫn còn kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Bác thiên đạo này sống bao lâu rồi còn chưa từng gặp phải kẻ ngu cỡ đó? Thật là ngu ngốc ngoài sức chịu đựng. Diệp Quân bên kia nghe thần y tận nói xong thì thở dài, đám người đóng vai người xấu các vị, có thể đừng thiếu não như thế được không? Các vị cứ như thế, ta đây rất mệt mỏi. Hiện giờ hắn đã ít nhiều hiểu được nguyên do năm ấy cha hắn lại trở thành vua dựa dẫm. Đều do bị ép buộc cả. Lời muốn nói đã nói hết, Diệp Quân không muốn phí lời vô ích với đối phương, hắn lùi lại một bên nhường chỗ cho An Nam Tịnh cùng hai vị cô cô. Nghe Diệp Quân nói thế, thần y tận híp mắt lại, đáy mắt lóe lên những tia lạnh lẽo. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng đang nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Quân, cười nói, nhóc ạ, trên thế giới này, đại đa số người đều tự cho mình là đúng, bọn họ đều sống trong thế giới hạn hẹp của mình, chưa từng thấy vũ trụ rộng lớn hơn, bởi vậy, bọn họ không có lòng kính sợ, những hiểu biết hạn hẹp vây kín trí tuệ trong một vòng chật hẹp khép kín, trong cái vòng đó, bọn họ cảm thấy mình chính là thần. Nói đoạn, bà ấy lại mỉm cười, khi đó người kia giết người ngay trước mặt con chính là để nói cho con biết, người đó mạnh cỡ nào. Con lấy đó làm mục tiêu thì có thể liên tục nhắc nhở mình, duy trì trạng thái tỉnh táo, thời thời khắc khắc ý thức được sự nhỏ bé của mình, có như vậy, từng giây từng phút con mới có thể phá vỡ vòng nhận thức khép kín của mình, đột phá bản thân. Diệp Quân trầm tư hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu, con hiểu rồi. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thần y tận, sau này nếu gặp phải hạng người như thế, con không cần giảng giải đạo lý với hắn làm gì. Đặc biệt khi đối phương có định ý với con thì việc con phải làm là tìm cách giết chết đối phương chứ không phải giảng giải lẽ đời cho đối phương hiểu. Bởi vì, đạo lý chỉ nằm trên mũi kiếm, nói một vạn lần chẳng bằng cho hắn một kiếm. Con cho hắn một kiếm, hắn sẽ tự thông hiểu mọi chuyện. Cô váy trắng của con có thể thông hiểu mọi thứ, cho nên người đó không bao giờ thích giảng giải đạo lý với ai, cũng không để người ta giảng giải đạo lý với mình. Diệp Quân gật đầu, con hiểu. Thanh Nhi váy trắng nhẹ nhàng cười hỏi, có muốn xem cô giết bừa không? Diệp Quân ngây người, rồi vội vàng gật đầu. Thanh Nhi váy trắng nhẹ xoa đầu Diệp Quân, cười bảo, cô không được mạnh như Thanh Khư cô cùng với cô váy trắng kia của con, vì thế, ta phải dùng vật ngoài thân. Tuy ta không quá thích dùng mấy thứ này nhưng hôm nay là ngoại lệ, ta muốn cho con xem một lần. Dứt lời, bà ấy đột nhiên ngẩng lên, nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không. Xòe tay phải, cười nói, các vị, ai thấy tiện thì cho mượn kiếm dùng một lát đi. Ong! Trong tinh không, một tiếng kiếm kêu vang lên, giây lát sau, một thanh kiếm xé toạc thời không lao đến, rơi vào tay Thanh Nhi váy trắng. Kiếm hành đạo! Diệp Quân hết sức bất ngờ. Hắn không ngờ, thanh kiếm mượn được lại là kiếm hành đạo. Bên kia, kiếm Thanh Huyền cùng kiếm tổ trong tay Tiểu Bạch đột ngột bay ra, phóng đến trước mặt Thanh Nhi váy trắng. Ba thanh kiếm tụ hợp. Mời chọn. Ba thanh kiếm chọn tùy ý. Thấy thế Diệp Quân sửng sốt. Kiếm hành đạo của cô váy trắng. Kiếm Thanh Huyền của cha. Bội kiếm của ông nội. Thế mà lại sẵn sàng cho cô váy trắng này mượn, đây là điều là hắn không ngờ đến. Diệp Quân nhìn Thanh Nhi váy trắng, xem ra nhân duyên của cô váy trắng này rất tốt. Ở một bên khác, sắc mặt bác thiên đạo trở nên khó coi khi nhìn thấy thanh kiếm hành đạo. Vẻ kiêng dè hiện lên trong ánh mắt. Hôm đó chính thanh kiếm này đã đánh vào bác thiên giới, sau đó cả bác thiên giới biến mất. Bây giờ thanh kiếm này lại xuất hiện. Không chỉ thế, hai thanh kiếm khác cũng rất đáng sợ. Bác thiên đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân ở cách đó không xa, thầm nói, đây chính là thế hệ thứ hai của kẻ mạnh. Thanh Nhi váy trắng ở cách đó không xa nhìn ba thanh kiếm trước mặt, mỉm cười, bà ấy vươn tay lướt trên ba thanh kiếm. Cuối cùng tay bà ấy dừng lại trên kiếm hành đạo. Kiếm hành đạo. Kiếm hành đạo rung lên như đang đáp lại. Thanh Nhi váy trắng cầm kiếm hành đạo, bà ấy quay đầu lại nhìn thần y tận. Thần y tận khẽ cười đang định nói gì đó thì Thanh Nhi váy trắng bỗng biến mất.
Kiếm quang xoẹt qua, thời không lập tức bị nứt vỡ. Ngay khi Thanh Nhi váy trắng xuất kiếm, đồng tử thần y tận rụt lại, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thật ra ông ta đã chú ý tới mấy người Thanh Nhi váy trắng ngay từ đầu, nhưng vì Thanh Nhi váy trắng không tu luyện cảnh giới, trên người chẳng có bất kỳ linh khí nào, thế nên ông ta không biết thực lực thật của mấy người Thanh Nhi váy trắng. Ngay khi Thanh Nhi váy trắng xuất kiếm, ông ta mới biết mình đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Lúc này ông ta cũng không còn đường lui nữa, khoe mẽ đến mức đấy giờ còn muốn lui à. Ông ta không thể mất thể diện như thế. Thần y tận gầm lên một tiếng, tay phải siết chặt thành nắm đấm rồi tung ra một quyền, đạo pháp của vô số phù văn kỳ lạ cuồn cuộn lao ra khỏi nắm đấm của ông ta. Lúc này cả vũ trụ tinh hà sôi trào, sau đó dần mất đi từng chút. Uy lực của cú đấm này đúng là có thể hủy diệt trời đất. Đối mặt với nhát kiếm của người phụ nữ váy trắng, thần y tận cũng không dám sơ suất, toàn lực tung ra một quyền. Sau khi nhát kiếm của Thanh Nhi váy trắng đánh tới, tất cả đạo pháp phù văn đều bị phá vỡ hệt như dao cắt phải đậu phụ. Xoẹt! Kiếm hành đạo tiêu diệt hết tất cả đạo pháp phù văn, sau đó lao vào giữa trán thần y tận trong ánh mắt của mọi người. Dầm! Thần y tận bị ghim chặt ngay chỗ đó, không thể nào động đậy. Lúc này mọi người đều hóa đá. Bị giết trong tích tắc ư. Một thần linh đến từ thời đại nền văn minh thần đạo thế mà lại bị giết trong tích tắc. Lúc này các cường giả nền văn minh vĩnh sinh đều biến sắc, đồng loạt lùi về sau cách xa mấy người Diệp Quân. Tịnh thần dẫn đầu nhìn Thanh Nhi váy trắng, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này vẻ mặt chiến đế cũng nghiêm trọng hơn bao giờ hết, bình tĩnh mà suy xét thì cho dù là ông ta đang ở đỉnh cao cũng không chắc có thể đỡ được nhát kiếm lúc nãy. Người mạnh, nhưng kiếm thì mạnh hơn. Diệp Quân nhìn Thanh Nhi váy trắng ở đằng xa, cũng cảm thấy chấn động. Cô váy trắng này cầm kiếm hành đạo hoàn toàn khác hẳn lúc hắn cầm kiếm hành đạo. Kiếm mạnh hơn vì người. Diệp Quân siết chặt hai tay, máu trong người dâng trào, âm thầm quyết định bản thân phải nỗ lực, nhất định có một ngày, hắn cũng khiến một thanh kiếm mạnh vì mình như kiếm hành đạo. Thanh Nhi váy trắng nhìn thần y tận trước mặt, bình thản đứng lặng im, trên môi là nụ cười nhạt, này nhóc, con qua đây. Nghe thế, Diệp Quân vội bước đến bên cạnh Thanh Nhi váy trắng. Bà ấy mỉm cười, bây giờ con có thể nói lý với ông ta rồi đấy. Diệp Quân suy ngẫm rồi lại lắc đầu, con nghĩ không cần nữa. Lúc này thần y tận nói, Diệp Quân công tử, nếu ngươi đồng ý giơ cao đánh khẽ, ta sẵn lòng ra sức cho vũ trụ quan huyên. Chết! Đương nhiên ông ta sợ chết. Trước đây ông ta từng kiêu ngạo nhưng đó là chuyện của mấy ngàn vạn năm trước, lúc đó ông ta rất khí phách với chủ nhân bút đại đạo. Kết quả bị trấn áp mấy ngàn vạn năm. Mấy ngàn năm này trôi qua thế nào? Đều là nước mắt. Bây giờ vừa mới thoát khỏi vây khốn, ông ta không muốn cứ thế mà chết, bị nhốt mấy ngàn vạn năm, vừa xuất thế đã bị giết. Ông ta không cam lòng. Nghe thần y tận nói thế, Diệp Quân thầm thở dài, như cô váy trắng nói, nhiều lúc con nói đạo lý với người ta cả ngàn câu cũng không bằng một nhát kiếm của đối phương. Chỉ cần ngươi mạnh hơn đối phương, hắn sẽ cầu xin người nói chuyện đàng hoàng. Nghe thần y tận đó nói thế, Thanh Nhi váy trắng quay đầu nhìn sang Diệp Quân, hỏi ý của Diệp Quân, Diệp Quân lại nói, giết đi. Giết! Thanh Nhi váy trắng nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, là vua của vũ trụ quan huyên không được quá nhân từ. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt thần y tận trở nên hung hãn, ngươi không để ta sống thì ta cũng không để ngươi sống yên ổn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cực mạnh bỗng lao ra từ trong người ông ta. Muốn tự nổ. Ngay lúc này, Thanh Nhi váy trắng bỗng búng tay một cái. Kiếm hành đạo rung lên dữ dội. Thần y tận đó lập tức bị kiếm hành đạo tiêu diệt, hoàn toàn biến mất, cũng chẳng có đến một cơ hội chuyển thế. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bác Thiên Đạo ở đằng xa thở dài, thần y tận là một kẻ ngốc. Bị nhốt mấy ngàn vạn năm. Cuối cùng được xuất thế thì bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngu ngốc! Lúc này Bác Thiên Đạo thầm cảm thấy may mắn, cũng may lúc đầu mình lanh trí chạy nhanh, nếu không e là kết cục cũng sẽ giống thần y tận. Sắc mặt mấy người tịnh thần ở một bên trở nên vô cùng khó coi, một thần linh vũ trụ đáng sợ như thế đã bị xóa sổ hoàn toàn. Lúc này họ mới hiểu họ đã đánh giá thấp thực lực của vũ trụ quan huyên thế nào. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tịnh thần thay đổi.
ông ta quay phắt lại nhìn về phía vũ trụ quan Huyên. Trước đó đã phái hàng ngàn đại thuật sư đến vũ trụ quan Huyên đánh lén, bây giờ họ vẫn ổn chứ? Còn ma đế đó vẫn chưa đánh nhau xong sao? Tiêu Dao kiếm tu trên hư không mỉm cười nhìn Diệp Quân bên dưới, xoay người biến thành kiếm quang biến mất ở tận cuối tinh hà. Lúc Tiêu Dao kiếm tu rời đi, Thanh Nhi váy trắng, Đồ và An Nam Tịnh đều ngẩng đầu lên nhìn. Một lúc sau, Thanh Nhi váy trắng xòe tay ra, kiếm hành đạo bay vào trong tay bà ấy, nhìn kiếm hành đạo trong tay, bà ấy lắc đầu khẽ cười. Vật bên ngoài thật sự vẫn không thể dùng được. Vì vật bên ngoài sẽ khiến ngươi không thể nhìn rõ được bản thân, rất dễ đánh mất chính mình. Ba người họ và tứ kiếm thật ra chỉ cách có một bước nhưng một bước này lại như một trời một vực. Phá thần. Người phụ nữ váy trắng không chỉ đang treo một vị thần trong lòng kiếm chủ nhân gian mà cũng gieo vào lòng họ một vị thần. Muốn phá vỡ vị thần này thì chỉ có cách chết đi sống lại. Khó. Thanh Nhi váy trắng khẽ thở dài. Sau đó quay đầu nhìn đám người tịnh thần ở đằng xa, thấy Thanh Nhi váy trắng nhìn sang, vẻ mặt đám người tịnh thần bỗng thay đổi. Tịnh thần còn chưa kịp lên tiếng, các cường giả nền văn minh vĩnh sinh đằng sau ông ta đã xoay người bỏ chạy. Không thể nào đánh với bà ấy được. Cường giả vũ trụ quan Huyên này quả thật quá nghịch thiên, đều là những người càng đánh càng mạnh, nhất là người phụ nữ váy trắng, họ đều thấy không thể đánh thắng người này. Ngay cả thần linh vũ trụ cũng có thể bị giết trong tích tắc thì đúng là hơi vô lý. Thấy thuộc hạ của mình đều bỏ chạy, sắc mặt tịnh thần trở nên cực kỳ khó coi, ông ta vốn dĩ muốn nói vài câu khó nghe trước khi rời đi nhưng nghĩ lại thì thôi. Ngộ nhỡ người ta không cho mình đi thì mất mặt. Tịnh thần xoay người bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất ở tận cuối tinh hà. Thanh Nhi váy trắng cũng không đuổi theo, bà ấy xòe bàn tay ra. Kiếm hành đạo bay lên trời rồi biến mất. Thanh kiếm Thanh Huyên và kiếm tổ cũng đều biến mất ở tận tinh không. Ba thanh kiếm đều không còn. Diệp Quân nhìn tận cuối tinh không hỏi, cô váy trắng sống ở hệ ngân hà thế nào? Thanh Nhi váy trắng chớp mắt, ta không biết. Diệp Quân cười khổ, đang định nói gì đó thì Thanh Nhi váy trắng lại nói, nhưng bọn ta sắp biết rồi. Diệp Quân nhìn Thanh Nhi váy trắng. Ngạc nhiên nói, hai vị cô muốn đến hệ ngân hà ư? Thanh Nhi váy trắng gật đầu, ca ca đang ở hệ ngân hà nên bọn ta cũng muốn đến đó. Diệp Quân gật đầu, vâng. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười, tất nhiên bây giờ chưa đi, thực lực của Vĩnh Sinh Đại Đế không đơn giản, hơn nữa ông ta còn đang chiêu mộ các cường giả đỉnh cấp của các nền văn minh thời đại ở khắp nơi, thế nên bọn ta ở lại đây với con. Diệp Quân cảm thấy ấm lòng, khẽ nói cảm ơn ạ. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu, đều là người một nhà, nói mấy lời này làm gì? Diệp Quân cong môi, vâng, sau này không nói cảm ơn nữa. Thanh Nhi váy trắng cười nói, ừ. Nói đến đây bà ấy mỉm cười, nói ra thì con cũng có một nửa là người của hệ ngân hà, sau này có muốn tới nơi đó du ngoạn không? Theo ta được biết, con có không ít người thân ở nơi đó, bao gồm cả tần tộc mẫu tộc của mẹ con. Hệ ngân hà. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, sau này để xem có cơ hội không đã. Thanh Nhi váy trắng gật đầu, ừ. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân nói, cô, vũ trụ quan Huyên. An Nam Tịnh ở một bên bỗng nói, đừng lo, có người ở lại canh giữ vũ trụ quan Huyên. Diệp Quân tò mò, ai ạ? An Nam Tịnh không đáp. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cũng không dám hỏi nhiều, thật ra hắn cũng khá kính nể tiền bối An. Chọc đến bà ấy đánh thật đấy. Lúc này Mộ Niệm Niệm bỗng nhìn Thanh Nhi váy trắng, các ngươi dẫn mấy đứa tiểu ca về trước đi. Thanh Nhi váy trắng gật đầu, sau đó dẫn mọi người và tiểu ca đi trước. Sau khi mọi người đi, Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân, nền văn minh vĩnh sinh này sẽ không bỏ cuộc đâu, vì vĩnh sinh đại đế đó vô cùng tự phụ. Thật ra ông ta cũng không được xem là tự phụ, đúng là thực lực của ông ta rất mạnh. Bà ấy mỉm cười nhìn Diệp Quân nói tiếp, con nghĩ bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Diệp Quân nghiêm túc nói, dì Mộ hãy chỉ dạy cho con. Nghe thế Mộ Niệm Niệm cong môi cười, tên nhóc nhà con, không phải dẻo miệng bình thường đâu. Bà ấy nghiêm túc nói, thật ra so với nền văn minh vĩnh sinh thì chân vũ trụ mới là kẻ chúng ta nên đề phòng nhất. Bà ấy lại nói, người phụ nữ bí ẩn trong người con không đi theo con nữa. Nếu ta đoán không lầm thì có phải mục đích của nàng ta đã bị lộ rồi không?
Diệp Quân gật đầu. Mộ Niệm Niệm hỏi, vũ trụ kiếp? Diệp Quân khá ngạc nhiên, sao gì mộ biết? Mộ Niệm Niệm cười nói, ta đoán. Diệp Quân. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, nếu ta đoán không lầm thì người phụ nữ đó muốn dụ con đến vũ trụ kiếp, đúng không? Diệp Quân gật đầu, dì mộ có suy đoán giống mình. Mộ Niệm Niệm híp mắt, đúng là tính kế hay đấy. Diệp Quân trầm giọng nói, cha có thể phá vũ trụ kiếp này không ạ? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân, sau khi cha con phá thần thì đã không thể làm gì chân thần được nữa. Mà bây giờ chân thần chỉ có thể trấn áp vũ trụ kiếp chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn, thế nên con nói thử xem. Sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, ta đã từng trải nghiệm ở vũ trụ ngũ duy một lần, nhưng tai họa ở đó không là gì so với vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp này là tai họa của toàn bộ vũ trụ, chân thần vẫn luôn áp chế nó, áp chế vô thời hạn nên khiến nó ngày càng đáng sợ. Bà ấy khẽ lắc đầu, chân thần có thể hủy diệt vũ trụ kiếp. Cha con cũng có thể nhưng hủy diệt vũ trụ kiếp chẳng khác nào khởi động lại vũ trụ, vì vũ trụ kiếp là do chúng sinh và đại đạo tạo ra. Diệp Quân nói, không có cách nào phá giải sao? Mộ Niệm Niệm nhìn Diệp Quân, có cách phá giải, đó là chân thần cứ trấn áp nó như bây giờ. Diệp Quân thở dài. Mộ Niệm Niệm nói, người phụ nữ đó không phải muốn bảo con đi trấn áp, nàng ta muốn khiến con chọc vào vũ trụ kiếp, sau đó để người ở đứng phía sau con đi trấn áp. Diệp Quân thở dài, vũ trụ kiếp này tương đối khó phá giải. Bây giờ hắn đã hiểu được tại sao cha mình không đi tìm chân thần gây rắc rối rồi. Lúc này Mộ Niệm Niệm lại nói, các con nói chuyện đi. Diệp Quân khó hiểu, bọn con. Mộ Niệm Niệm lắc đầu khẽ cười, bà ấy chỉ về phía bên phải, Diệp Quân nhìn sang đó, có một người phụ nữ đứng đó. Chấp kiếm nhân. Diệp Quân sửng sốt. Mộ Niệm Niệm nói, nàng ta đã đến đây từ lúc đầu rồi, xem ra cô nương này đối với con. Nói đến đây, bà ấy lắc đầu rồi không nói thêm gì nữa, xoay người biến mất ở tận cùng tinh hà đằng xa. Thấy Diệp Quân nhìn sang, chấp kiếm nhân xoay người định rời đi. Lúc này thời không trước mặt nàng ta bỗng nứt toác, sau đó Diệp Quân bước ra. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân trước mặt không nói gì. Diệp Quân nhanh chân bước đến trước mặt chấp kiếm nhân. Trông có vẻ rất vui, Từ Kính. Từ Kính. Nghe Diệp Quân gọi mình thế, chấp kiếm nhân sửng sốt, phải biết trước đây Diệp Quân luôn gọi nàng ta là chấp kiếm nhân cô nương. Diệp Quân mỉm cười, lại nói, Từ Kính. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, giả vờ bình tĩnh, có chuyện gì? Nàng ta vẫn lạnh lùng như thế, nhưng Diệp Quân đã quen, hỏi tỷ đến giúp ta sao? Khuôn mặt chấp kiếm nhân không cảm xúc, người mơ tưởng đấy à? Diệp Quân mỉm cười không nói gì. Chấp kiếm nhân cau mày, người cười cái gì? Diệp Quân cong môi, gặp được tỷ nên vui. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, một lúc sau nàng ta thu lại ánh mắt, lắc đầu rồi xoay người định rời đi, nhưng lúc này một bàn tay kéo nàng ta lại. Chính là tay của Diệp Quân. Bị Diệp Quân kéo tay lại, chấp kiếm nhân quay đầu trợn mắt nhìn Diệp Quân, lôi kéo cái gì đấy? Diệp Quân nghiêm túc nói, Từ Kính. Chúng ta có thể nói chuyện không? Từ Kính nhìn Diệp Quân, nói chuyện gì? Diệp Quân im lặng không đáp. Nói chuyện gì? Hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. Từ Kính bỗng nói, ta là người của chân vũ trụ, ngươi là người của vũ trụ quan huyên, giữa chúng ta chỉ có thể nói đến chuyện làm sao để tiêu diệt đối phương, chẳng phải thế sao? Diệp Quân hỏi, vậy tại sao tỷ lại 5 lần 7 lượt cứu ta? Từ Kính nhìn Diệp Quân, hung dữ nói, vì ta muốn tự tay giết ngươi. Diệp Quân lắc đầu, nếu tỷ muốn giết ta thật thì ta đã chết rất nhiều lần rồi. Từ Kính khẽ lắc đầu nhưng lại không nói gì thêm. Nàng ta cũng giống Diệp Quân, có nhiều lời nhưng không biết nên nói thế nào, hay nên nói là nàng ta không biết nên đối mặt với người đàn ông trước mặt này ra sao. Lý Chí Mách bảo người đàn ông này là người của vũ trụ quan huyên, hắn chết mới là cách tốt nhất. Nhưng lần nào cũng không kiềm chế được mà đến thăm hắn. Tâm trạng của nàng ta rất phức tạp, đầy mâu thuẫn. Rất đau khổ. Chấp kiếm nhân khẽ lắc đầu, ta đi đây. Nói rồi nàng ta định rời đi, thế nhưng Diệp Quân kéo chặt tay nàng ta. Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân bước đến trước mặt chấp kiếm nhân, nhìn chấp kiếm nhân mặt mày lạnh như băng trước mặt,
tay phải hắn bỗng vuốt vẻ mặt nàng ta. Chấp kiếm nhân không tránh ra, nàng ta cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Quân, người có biết người đang làm gì không? Diệp Quân cười nói, tỷ có biết ngay khoảnh khắc nhìn thấy tỷ muốn rời đi, ta có cảm giác gì không? Chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân không lên tiếng. Diệp Quân cười nói, ta cảm thấy ta là một tên vô dụng. Chấp kiếm nhân cau mày. Diệp Quân khẽ nói, từ bí cảnh vĩnh sinh đến chân vũ trụ rồi lại đến vũ trụ kiếp ở chân thế giới, sau đó đến bây giờ, tỷ hết lần này đến lần khác giúp ta, tỷ là người của chân vũ trụ nhưng lại đến cứu ta. Ta biết, trong lòng tỷ chắc chắn rất mâu thuẫn, cũng rất khó chịu, nhất là mấy lần tỷ không tiếc ra tay với tỷ muội của mình vì cứu ta. Nói rồi hắn cười tự giễu, tỷ trước giờ luôn làm việc nghĩa không chùn bước với ta như thế, còn ta thì sao? Ta lại luôn giả ngốc giả ngơ, chẳng có can đảm nói câu thích với tỷ. Thích. Nghe Diệp Quân nói thế, chấp kiếm nhân run lên, lúc này tim nàng ta đã đập thình thịch. Như nghĩ đến điều gì, chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, giọng hơi run, người biết người đang nói gì không hả? Diệp Quân nhìn chấp kiếm nhân nghiêm túc nói, mặc kệ tỷ có thích ta hay không, dù sao ta cũng thích tỷ. Tay bị Diệp Quân nắm lấy của chấp kiếm nhân run lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nàng ta khẽ lắc đầu, ngươi thích ta làm gì? Ngươi là người của vũ trụ Quan Huyên, còn ta là người của chân vũ trụ, hai chúng ta là kẻ thù của nhau, ngươi quên rồi sao? Lẽ nào sau này còn phải diễn một màn kịch đẫm máu sao? Diệp Quân định nói gì đó, chấp kiếm nhân lại nói, ngươi sẽ không phản bội vũ trụ Quan Huyên vì ta, ta cũng sẽ không phản bội chân vũ trụ và đại tỷ chỉ vì ngươi, thế nên... Nói đến đây, nàng ta nhíu mày, cái gì với gì cơ chứ, ta chưa từng nói thích ngươi. Suýt nữa thì bị rắt mũi rồi. Chấp kiếm nhân hơi thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn Diệp Quân trước mặt, tên này đúng là quá xấu xa. Nhìn chấp kiếm nhân thẹn quá hóa giận trước mặt, Diệp Quân hơi sững sờ, dung mạo của chấp kiếm nhân là tuyệt sắc nhân gian, hiếm thấy trên đời. Lúc nàng ta nửa thẹn nửa giận, hai gò má ửng hồng, trong dáng vẻ lạnh lùng đó hơi mê người. Quả nhiên có hương vị đặc biệt khiến hắn nhất thời phân tâm. Thấy Diệp Quân nhìn mình chằm chằm, sắc hồng trên gò má chấp kiếm nhân càng đậm hơn, nàng ta hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Quân, ngươi đang nhìn cái gì? Còn nhìn nữa ta đâm chết ngươi. Diệp Quân nắm chặt tay chấp kiếm nhân khẽ nói, tỷ đẹp thật đấy. Chấp kiếm nhân sửng sốt, nàng ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng trìu mến của Diệp Quân, quay đầu sang chỗ khác. Nàng ta khẽ nói, người nói với ta những điều này làm gì? Diệp Quân nắm lấy tay chấp kiếm nhân, khẽ nói, trước đây, ta luôn trốn tránh không dám đối mặt với tỷ, vì vừa nhìn thấy tỷ, ta sẽ nghĩ đến chuyện tỷ là người của chân vũ trụ, tỷ là chấp kiếm nhân, chúng ta là kẻ thù. Chấp kiếm nhân khẽ nói, chúng ta vốn dĩ là kẻ thù, sau này chắc chắn sẽ rơi vào kết cục ta sống ngươi chết. Diệp Quân bỗng cúi người xuống hôn chấp kiếm nhân. Trong sách nói đừng nói lý với phụ nữ, càng đừng cãi việc này đúng hay sai. Có mâu thuẫn, cứ hôn, cứ làm. Bị Diệp Quân cưỡng hôn, cả người chấp kiếm nhân đông cứng tại chỗ như chạm phải điện, đầu óc nàng ta trống rỗng. Sau khi hoàn hồn, nàng ta định dẫy ra theo bản năng nhưng lại phát hiện cả người mềm nhũn không có sức lực hệt như bị ma ám. Thật ra Diệp Quân cũng khá lo lắng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn cưỡng hôn phụ nữ nhưng lúc này hắn cũng không quan tâm nhiều như thế. Có thằng đàn ông nào lại không biết mấy chuyện này chứ? Cảm nhận được sự mềm mại của người phụ nữ trong lòng, Diệp Quân nhất thời hơi mê man. Nói sai rồi, là tay. Bắt đầu sờ. Hừ hừ. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sắc mặt chấp kiếm nhân thay đổi. Kiếm khí cực mạnh bộc phát từ trong người nàng ta khiến Diệp Quân chấn động văng ra xa mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Quân nhìn sang bên phải, một người phụ nữ mặc áo dài màu vàng nhạt đứng đó. Chính là Từ Nhu. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân nhíu mày, sao người này lại đến đây? Hơn nữa lại đến vào lúc này, đúng là xấu xa. Chấp kiếm nhân ở một bên vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng ta hung dữ nhìn Diệp Quân. Chỉ ước gì có thể chém hắn mấy trăm nhát kiếm. Từ Nhu nhìn hai người, cười mỉa có gian tình. Chấp kiếm nhân nhìn Từ Nhu, lạnh lùng nói, liên quan gì đến tỷ? Từ Nhu cười nhạo không nói gì. Diệp Quân bước đến trước mặt chấp kiếm nhân, thấy Diệp Quân bước đến,
chấp kiếm nhân rút kiếm ra chỉ vào hắn, ngươi còn bước qua đây, ta đâm chết ngươi. Diệp Quân bước đến trước mặt chấp kiếm nhân, hắn nhìn chấp kiếm nhân vừa xấu hổ vừa tức giận trước mặt, khẽ nói ta không có ý mạo phạm tỷ. Chỉ là ta cũng không biết, dù sao thì nhìn thấy tỷ, ta rất vui, chỉ muốn hôn tỷ, ta cũng không biết chuyện này là sao. Có lẽ do tỷ quá đẹp hoặc cũng có thể là do ta quá thích tỷ. Nghe Diệp Quân nói, Từ Nhu ở một bên mắt tròn xoe, trong mắt là vẻ khó tin. Lúc này Từ Nhu lại cảm thấy bất an. Mẹ kiếp, cái tên xấu xa này biết nói mấy lời tình tứ rồi. Còn gì nữa không? Nghe Diệp Quân nói thế, vẻ tức giận trên mặt chấp kiếm nhân lập tức biến mất, nhìn Diệp Quân hơi thấp thỏm trước mặt, lòng nàng ta cũng mềm nhũn, thanh kiếm cũng dần rơi xuống, khẽ nói, lần sau ngươi đừng cợt nhả như vậy nữa. Nghe chấp kiếm nhân nói vậy, vẻ mặt Từ Nhu cứng đờ, nàng ta trợn to mắt nhìn chấp kiếm nhân, mặt đầy vẻ khó tin, đây còn là Từ Kính mà mình biết không? Vẫn là Từ Kính đó sao? Thôi xong rồi. Từ Nhu biết người phụ nữ mất não này đã u mê rồi. Bị hôn thế mà lại không tức giận. Toang rồi. Không được. Không thể để Từ Kính ngày càng chìm vào hố sâu u mê vào đó được. Nghĩ đến đây Từ Nhu vội nói, Từ Kính, người đàn ông này rất xấu xa, ta nói cho tỷ biết hắn đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, ta đi theo hắn lâu như thế, ta biết rất rõ tính cách của hắn, hắn có nhiều khuyết điểm, thật sự. Chấp kiếm nhân nhìn Từ Nhu, hắn có khuyết điểm gì? Từ Nhu vốn muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến bên môi lại nhận ra không biết nên nói gì. Khuyết điểm? Diệp Quân có khuyết điểm gì? Nàng ta nhất thời không nói được gì nhưng công tâm mà nói thì đi theo Diệp Quân lâu như thế, cho dù là cách làm người hay làm việc, Diệp Quân cũng đều có rất năng lực. Mặc dù là thế hệ thứ ba nhưng bản thân hắn lại không hề kiêu ngạo, hơn nữa còn rất cố gắng, là người tài cao đức trọng trong số những người thế hệ trẻ. Quả thật không có khuyết điểm gì về mặt nhân phẩm. Tất nhiên bây giờ không có, Từ Nhu cũng phải tìm ra khuyết điểm, nàng ta nói, hắn là người rất vô tư, đào hoa. Trêu ghẹo rất nhiều phụ nữ, theo lời đại tỷ thì là người đàn ông ấm áp, luôn ấm áp với tất cả phụ nữ. Chấp kiếm nhân quay sang nhìn Diệp Quân khẽ nói, ý của tỷ là Bát Huyền sao? Bát Huyền, nghe Diệp Quân nói thế, Từ Nhu sửng sốt, thầm nói không ổn rồi. Chấp kiếm nhân nhíu mày. Diệp Quân nói, Từ Nhu cô nương, người khác thích ta là việc của họ, ta không thể ngăn cản điều đó. Nhưng ta phải thừa nhận rằng ta thật lòng thích Bát Huyền, giống như ta thích Từ Kính vậy. Tất nhiên, ta không ngờ mọi thứ đều do Từ Nhu cô nương sắp đặt. Nói rồi hắn lắc đầu cười, Từ Nhu cô nương có lòng mưu tính người khác, sắp đặt mọi chuyện bằng tình cảm, ta không đấu lại tỷ, ta nhận thua. Nghe Diệp Quân nói thế, chấp kiếm nhân quay đầu lại nhìn Từ Nhu, khinh thường nói, tỷ thật đê tiện. Từ Nhu còn muốn nói gì đó. Diệp Quân bỗng bước đến trước mặt nàng ta, Từ Nhu nhìn Diệp Quân không lên tiếng. Diệp Quân nghiêm túc nói, Từ Nhu cô nương, tỷ đã đi theo ta từ lúc đầu, trên đường đi tỷ thường chỉ dạy cho ta, giúp ta tiến bộ, trong khoảng thời gian này tỷ còn nhiều lần ra tay cứu ta, ta vẫn luôn vô cùng kính trọng tỷ, xem tỷ như thầy của mình, cho đến tận bây giờ, ta cũng chưa từng nói xấu tỷ nửa lời. Nói rồi hắn khẽ lắc đầu, tỷ hà tất gì phải nói xấu ta trước mặt Từ Kính. Từ Nhu nhìn Diệp Quân không đáp lời. Diệp Quân nói tiếp, ta biết tỷ đang cố gắng giúp đại tỷ của mình nên mới bày bố mọi thứ nhắm vào ta, nhưng Từ Nhu cô nương, Diệp Quân là người thế nào, tỷ phải biết rõ chứ. Trước đây tỷ đã đối xử với ta rất tốt, nếu tỷ có gặp khó khăn, chỉ cần tỷ nói một tiếng, Diệp Quân ta sẽ chỉ mặc kệ sao. Ta biết vũ trụ kiếp là một vấn đề đau đầu, nhưng nếu nó liên quan đến sự an toàn của toàn bộ vũ trụ, chỉ cần tỷ nói cho ta biết. Với sự kính trọng của ta dành cho tỷ, ta nhất định sẽ nhờ cho cô, ông nội, cha và đại bá của ta nghĩ cách giúp mà. Hắn vừa nói vừa khẽ lắc đầu, thật ra chỉ cần một câu của tỷ, Diệp Quân ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức giúp tỷ, vì ta thật sự rất kính trọng tỷ, xem tỷ như người thân của mình. Từ Nhu nhìn Diệp Quân trước mặt, hai tay siết chặt lại, trái tim run rẩy. Nàng ta không ngờ địa vị của mình trong lòng người đàn ông trước mặt này lại quan trọng như thế, xôi trào. Nghe Diệp Quân nói vậy, chấp kiếm nhân nhìn Diệp Quân, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, người đàn ông này đáng thương quá. Từ Nhu thật sự quá xấu xa.
Chấp kiếm nhân quay đầu lại trợn mắt nhìn Từ Nhu. Từ Nhu lại im lặng không lên tiếng, nàng ta muốn cãi lại nhưng lại không thể nói nên lời, vì nàng ta biết người đàn ông này không hề nói sai. Lời nói của đối phương xuất phát từ trái tim. Mặc dù thanh niên này đôi khi sẽ ba hoa nhưng lại không nói mấy lời lưu manh lừa gạt. Có điều, lúc này nàng ta lại mong thanh niên trước mặt này đang giở trò với mình. Diệp Quân nói xong cũng không để ý đến Từ Nhu nữa, hắn đi thẳng đến chỗ chấp kiếm nhân, nắm tay chấp kiếm nhân khẽ cười nói, ta bỗng nghĩ ra một cách, nếu tỷ là vua của chân vũ trụ, ta làm vua của vũ trụ Quan Huyên, như thế nếu tỷ và ta có một đứa con thì sẽ để nó trở thành vua của chân vũ trụ, thế chẳng phải. Hả? Chấp kiếm nhân đột nhiên tức giận trợn mắt nhìn hắn, nhéo mạnh vào lòng bàn tay hắn, khuôn mặt lạnh lùng hiện vẻ tức giận và thẹn thùng, người muốn chết hả? Đang yên đang lành sao lại nói mấy lời không thực tế chút nào thế? Nếu ngươi còn nói mấy lời này nữa, ta sẽ đâm chết ngươi. Đừng cười, ta không đùa với ngươi, ta nghiêm túc đấy. Từ Nhu nhìn Diệp Quân không nói gì. Nhìn chấp kiếm nhân tức giận trước mặt, Diệp Quân nhếch môi cười, sau đó nghiêm túc nói, cho dù sau này có như thế nào, dù sao hôm nay ta cũng muốn nói cho tỷ biết lòng ta, dù tỷ có thích ta hay không thì ta cũng thích tỷ. Nói rồi hắn xoay người ngự kiếm bay đi, sau đó biến mất ở tận cuối tinh hà. Thấy Diệp Quân đi rồi, ánh mắt chấp kiếm nhân bỗng trở nên ngây dại. Một lúc sau, trên môi chấp kiếm nhân xuất hiện nụ cười động lòng người, cho dù cuối cùng có ra sao, Diệp Quân đã dám nói ra tâm ý của hắn cho nàng ta vẫn rất vui. Nàng ta không thích nhất là người nhu nhược, chỉ biết phục tùng. Nên yêu thì yêu, nên hận thì hận. Làm người thì nên thẳng thắn một chút. Từ Nhu bỗng nói, tỷ và hắn, là ở bí cảnh vĩnh sinh sao? Chấp kiếm nhân ngưng suy nghĩ, sau đó quay đầu lại nhìn Từ Nhu, liên quan đến tỷ sao? Từ Nhu nhìn chấp kiếm nhân, nghiêm túc nói, Từ Kính, ta biết muội không thích gì những việc ta và Từ Thụ làm, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở muội, chữ tình làm tổn thương con người ta nhất. Cho dù muội có thích hắn, cũng đừng vội, đợi sau này. Từ Kính lại lắc đầu, ngắt lời Từ Nhu, Từ Nhu, ta hiểu ý của tỷ nhưng ta nghĩ làm người thì nên sống thoải mái, tự tại, nên yêu thì nên hận thì hận, cho dù một ngày nào đó ta và hắn sử dụng vũ khí với nhau, ta nghĩ cũng chẳng có gì lớn cả. Từ Nhu nhìn Từ Kính, muội cũng yêu hắn sao? Từ Kính bình tĩnh nói, không, ta rất ghét hắn. Nói rồi nàng ta xoay người rời đi. Từ Nhu đứng đó lặng thinh một hồi. Thấp giọng thở dài rồi xoay người đi. Trong một tinh không, bác thiên đạo nhìn tận cuối tinh không ở đằng xa, im lặng không nói gì. Bên cạnh ông ta là bác thiên liệt. Bây giờ cả tộc bác thiên chỉ còn lại hai cường giả là họ. Vẻ mặt bác thiên liệt phức tạp, không ngờ vũ trụ Quan Huyên vẫn còn nhiều cường giả bí ẩn như thế. Bác thiên đạo khẽ gật đầu, thở dài. Bác thiên liệt cũng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Ông ta biết tộc Bác Thiên đừng mơ có thể trả thù. Không chọc vào vũ trụ Quan Huyên này nổi đâu. Bác Thiên đạo bỗng nói, chủ nhân bút đại đạo biến mất, rất nhiều phong ấn bắt đầu biến mất theo, nhất là mấy phong ấn ở biên giới. Nói đến đây ông ta lắc đầu, bảo người trong tộc lánh đến chỗ nào xa một chút đi. Bác Thiên liệt trầm giọng nói, tộc trưởng nghĩ thế đạo này sắp loạn à? Bác Thiên đạo bình tĩnh nói, đã loạn lắm rồi. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn tinh không, khẽ nói, sau lần sống lại này, sao mình cứ cảm thấy vẫn yếu đi nhỉ? Vĩnh sinh giới. Sau khi lui về vĩnh sinh giới, đám người tịnh thần nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Họ không ngờ cường giả vũ trụ Quan Huyên lại đáng sợ như thế, lần này suýt nữa đã mất hết toàn quân rồi. Sắc mặt tịnh thần dẫn đầu cực kỳ khó coi. Lần này là do ông ta dẫn cả đoàn quân. Vốn dĩ muốn tiêu diệt toàn bộ cường giả của vũ trụ Quan Huyên, sau đó thôn tính vũ trụ Quan Huyên, lấy đó để mưu đồ đánh chân vũ trụ, nhưng điều ông ta không ngờ là các cường giả vũ trụ Quan Huyên này lại có thực lực mạnh đến mức này. Nhất là người phụ nữ váy trắng đó, tay cầm một thanh kiếm đặc biệt chém chết một vị thần linh vũ trụ. Mạnh đến mức vượt tiêu chuẩn. Lúc này chiêm sư xuất hiện bên cạnh tịnh thần, ông ta trầm giọng nói. 1000 đại thuật sư đến vũ trụ Quan Huyên của chúng ta chỉ về được có một nửa. Đồng tử tịnh thần co lại, ông ta quay đầu lại nhìn chiêm sư, một nửa ư. Chiêm sư gật đầu, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.
Tịnh Thần lặng đi hồi lâu, hỏi, đế chủ đang ở đâu? Ông ta biết Vũ Trụ Quan Huyên không phải là thế lực mà hiện giờ ông ta có thể đối phó, chỉ có thể để đế chủ tự mình ra tay. Chiêm sư trầm giọng nói, vừa nhận được tin đế chủ đã đến khu vực thần hư rồi. Tịnh Thần nheo mắt, nền văn minh thần đạo, nói chuyện bên này với ông ấy. Vũ Trụ Quan Huyên. Sau khi về đến Vũ Trụ Quan Huyên, Diệp Quân bắt đầu bế quan tu luyện ngay. Trước kia sau khi trở thành đại đế, trận chiến giữa hắn và chiến đế khiến hắn lĩnh ngộ rất nhiều, nhất là sự dung hợp của chiến ý và kiếm ý, làm cho hắn phát hiện ra một phương hướng mới. Kiếm ý có thể có nhiều mặt. Diệp Quân quyết định dung hợp kiếm ý lôi kiếp, ý chí võ thần và chiến ý của mình, sau đó phát huy sức mạnh của ba loại này đến mức lớn nhất. Trong tinh không tu luyện, Diệp Quân xòe bàn tay ra, ba loại ý chí này lao lên trời, sau đó tụ lại một chỗ trong không trung. Ba ý chí vừa tụ lại một chỗ, thời không xung quanh nơi tu luyện sôi trào. Uy lực tăng lên gấp đôi. Thấy thế, Diệp Quân nở nụ cười, nhưng chẳng mấy chốc hắn lại sầm mặt, vì hắn nhận ra mình khá mất sức. Sức mạnh của ba ý chí này tiêu hao quá nhiều sức. Diệp Quân bỗng xòe tay ra, ba ý chí trên đỉnh đầu đó biến thành một thanh kiếm rơi vào trong tay hắn. Thanh kiếm dài ba tấc, được ngưng tụ từ ba ý chí đó. Thân kiếm phát ra vô số tia sáng hệ lôi hệt như tinh không rộng lớn. Ý kiếm mới hoàn toàn. Nhìn ý kiếm trong tay, Diệp Quân cong môi cười, vung tay lên. Vèo. Nơi tu luyện lập tức bị chém nứt ra, xung quanh có rất nhiều lôi quang phát sáng. Diệp Quân nhắm mắt lại, ý kiếm trong tay từ từ tan biến. Sau khi dung hợp ba ý chí này, uy lực quả thật tăng lên rất nhiều, nhưng hắn biết rõ thực lực bây giờ của mình. Khi không cần sử dụng ngoại vật, chắc hẳn chỉ sánh ngang với một Tuế Nguyệt đại đế, cũng có thể đánh với một vài mệnh vận đại đế. Nhưng vẫn không đánh lại mệnh vận đại đế cấp bậc như chiến đế. Cảnh giới, thực lực, Diệp Quân hít sâu một hơi, vẫn phải cố gắng hơn mới được. Tuy rằng đối thủ ngày càng mạnh nhưng hắn cũng không kêu ca than trách, vì có kêu ca oán trách cũng vô dụng. Hơn nữa mặc dù đối phương ngày càng mạnh nhưng nền tảng mà cha để lại cũng không yếu. Người yếu là cá nhân hắn bây giờ. Thế nên điều hắn phải làm là cố gắng nâng cao thực lực của mình, chỉ cần đạt đến cảnh giới đại đế, hắn có lòng tin có thể quét sạch tất cả các đế. Lúc này một người phụ nữ chậm rãi bước đến. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, quay đầu lại nhìn, người đến là Mộ Niệm Niệm. Diệp Quân cúi người xuống, dì Mộ. Mộ Niệm Niệm bước đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, đột phá rồi à? Diệp Quân lắc đầu, cảnh giới thì vẫn chưa nhưng kiếm ý có cải thiện rất lớn. Mộ Niệm Niệm gật đầu, tiếp theo có dự tính gì không? Diệp Quân do dự, sau đó nói, dì Mộ có ý tưởng gì không? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta có vài suy nghĩ, ta nói với con, nếu con thấy không đúng thì chúng ta bàn bạc lại. Diệp Quân gật đầu, vâng. Mộ Niệm Niệm hỏi, con nói chuyện với chấp kiếm nhân cô nương trước đó thế nào? Diệp Quân sửng sốt, không hiểu tại sao dì Mộ lại hỏi chuyện này. Mộ Niệm Niệm cười nói thử xem. Diệp Quân suy nghĩ rồi nói, nàng ấy từng ra tay cứu con mấy lần, bọn con. Nói đến đây hắn không nói tiếp nữa. Dĩ nhiên Mộ Niệm Niệm hiểu được, bà ấy mỉm cười, sau đó nói, nếu nàng ta có tình cảm với con, vậy thì chúng ta tạm gác chuyện giữa Vũ Trụ Quan Huyên và chân vũ trụ sang một bên, giải quyết nền văn minh vĩnh sinh này trước. Nói đến đây bà ấy nhìn Diệp Quân, bây giờ có hai con đường có thể giải quyết nền văn minh vĩnh sinh, con phải chọn một. Diệp Quân vội hỏi, hai cách nào ạ? Mộ Niệm Niệm cười nói, đầu tiên là lấy sức mạnh hiện có của Vũ Trụ Quan Huyên để so trí, so dũng khí với nền văn minh vĩnh sinh, đương nhiên hơi khó, vì bây giờ nếu con chiến đấu một mình, tứ kiếm, chân thân và chủ nhân bút đại đạo không xuất hiện thì chắc không ai có thể đánh bại vĩnh sinh đại đế đó. Diệp Quân không nói gì. Hôm đó chấp kiếm nhân đánh với vĩnh sinh đại đế, chấp kiếm nhân bị áp chế hoàn toàn, mà lúc đó vĩnh sinh đại đế chỉ sử dụng chưa được 30% thực lực thời kỳ đỉnh cao. Mộ Niệm Niệm lại nói, có biết cách thứ hai là gì không? Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, để cô ra tay. Mộ Niệm Niệm cong môi cười, tên nhóc con đúng là thông minh. Diệp Quân im lặng không nói. Mộ Niệm Niệm cười nói, để cô của con ra tay, tất nhiên vĩnh sinh đại đế không phải là đối thủ,
nhưng sẽ có một vấn đề, đó là mỗi lần bà ấy ra tay đều sẽ gieo vào lòng con một vị thần, hơn nữa tâm đạo kiếm đạo vô địch của con cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Diệp Quân siết chặt hai tay, đúng là mình đang đi trên con đường kiếm đạo vô địch, gặp kẻ địch lại cứ gọi cô, đây đâu phải là kiếm đạo vô địch nữa chứ. Cô bất khả chiến bại thì đúng hơn. Mộ Niệm Niệm lại nói, vẫn còn một vấn đề, nếu có ngày bà ấy không còn nữa, lúc đó nếu con gặp phải khó khăn cực kỳ lớn thì phải làm sao? Diệp Quân gật đầu, dì Mộ, con hiểu ý của người rồi. Mộ Niệm Niệm cười nói, thật ra bọn ta cũng không mong con trở thành vị vua dựa dẫm mới, nếu không bọn ta không cần đến đây giúp con đâu, con gặp chuyện thì gọi một tiếng cô, mọi rắc rối sẽ được giải quyết. Diệp Quân gật đầu, con muốn tự dựa vào bản thân. Mộ Niệm Niệm gật đầu, thật ra bọn ta ở đây để giúp con chống lại chân vũ trụ và nền văn minh vĩnh sinh, không chỉ đang giúp con mà cũng đang giúp chính bọn ta. Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, bà ấy cười nói, bọn ta cũng muốn đột phá khỏi những ràng buộc của bản thân, phá vỡ thần trong tâm, đạt đến một tầng cao khác. Diệp Quân hỏi, phá thần ư? Mộ Niệm Niệm khẽ cười nói, thật ra phá thần không phải là một cảnh giới, tất nhiên con cũng có thể xem nó là một cảnh giới. Ta nghĩ phá thần là phá giải nỗi sợ trong lòng, phá vỡ nỗi tuyệt vọng đó, phá vỡ trạng thái mà con luôn nghĩ không có khả năng. Nói tới đây, bà ấy lắc đầu cười nói, như lúc này đây, đối thủ của chúng ta chính là Vĩnh Sinh Đại Đế. Hiện giờ Vĩnh Sinh Đại Đế là một đối thủ rất mạnh với chúng ta, nếu con gọi cô ra mặt, cô của con sẽ giết hắn trong tích tắc, lúc đó chúng ta sẽ tan vỡ. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, dì Mộ, con hiểu ý của người, người yên tâm, con sẽ tự dựa vào bản thân. Thật ra hắn hiểu dì Mộ nói cho hắn biết những chuyện này là đang nói cho hắn lợi và hại, bà ấy nói rất khéo léo, không chỉ như thế mà còn lấy chính mình làm ví dụ, chỉ là sợ hắn nghĩ lung tung, tổn thương lòng tự trọng của hắn. Nghe Diệp Quân nói thế, Mộ Niệm Niệm biết đối phương đã hiểu ý của mình bèn lắc đầu cười nói, tên nhóc con đấy, con thông minh không thua gì cha con. Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu cho con thời gian, con có thể đánh bại Vĩnh Sinh Đại Đế, con nghĩ con sẽ làm được, thật đấy. Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta tin con, nhưng bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian cho con. Diệp Quân vội nói, mọi chuyện đều nghe theo dì Mộ. Mộ Niệm Niệm cong môi, vậy bọn ta bày bố cái bẫy để dụ Vĩnh Sinh Đại Đế này. Diệp Quân đang muốn nói gì đó thì lúc này, Ám U bỗng xuất hiện ở trước mặt hai người, Ám U cúi người xuống, sau đó nhỏ giọng nói vài câu. Nghe Ám U nói, sắc mặt Diệp Quân thay đổi. Mộ Niệm Niệm cũng cau chặt mày. Từ Nhu đã tới Vĩnh Sinh Giới. Sắc mặt Diệp Quân hết sức u ám, hắn biết người phụ nữ này đến Vĩnh Sinh Giới chắc chắn sẽ làm gì đó. Người phụ nữ này có âm mưu mở ám. Mộ Niệm Niệm nói, trước tiên không cần để tâm đến người này. Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, bà ấy cười nói, có hai việc quan trọng cần làm trước. Diệp Quân vội vàng hỏi, dì Mộ có kế hoạch gì sao? Mộ Niệm Niệm nói, theo những gì chúng ta biết, Vĩnh Sinh Đại Đế hiện đang ở khu vực thần hư, cứu những cường giả thời đại văn minh thần đạo bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn, đổi lại, những cường giả đó sẽ làm việc cho ông ta. Giống như trước đây, khi những thần linh chân vũ trụ rơi vào bước đường cùng, Vĩnh Sinh Đại Đế đã cứu bọn họ ra, với điều kiện là phục tùng nền văn minh vĩnh sinh. Diệp Quân lập tức nói, ông ta có thể cứu, tại sao chúng ta không thể? Hơn nữa, con có đạo ấn, nếu con muốn cứu thì dễ dàng hơn ông ta. Nghe vậy, Mộ Niệm Niệm cười nói, thông minh. Bà ấy càng nhìn càng vừa mắt chàng trai này, trí thông minh này được thừa hưởng hoàn toàn từ cha mẹ. Diệp Quân nói tiếp, bước thứ hai là nâng cao thực lực của con sao? Mộ Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, cảnh giới kiếm đạo của con có thể, nhưng cảnh giới tự thân và cơ thể chưa đủ mạnh, vì vậy chúng ta phải nghĩ cách nâng cao cảnh giới và cơ thể của con. Bà ấy nhìn Diệp Quân, đến khu vực thần hư. Diệp Quân gật đầu, vâng. Hai người chuẩn bị đi thì Mộ Niệm Niệm nói, đợi đã, phải đưa hai đứa nhóc kia đi cùng. Nói xong. Bà ấy xòe bàn tay ra, bóp nát một tấm bùa truyền âm. Lúc Diệp Quân đang tò mò, thời không cách đó không xa mở ra, một cô bé vội vàng chạy tới. Đó là Nhị Nha. Trên vai Nhị Nha là Tiểu Bạch. Nhìn thấy hai đứa nhỏ này, Diệp Quân sững sờ. Mộ Niệm Niệm cười nói,
dẫn theo họ sẽ giúp ích rất nhiều. Diệp Quân nhìn nhị nha liếm cây kẹo, lần sau đi chơi nhớ gọi bọn ta, biết chưa hả? Tiểu Bạch cũng vội vàng gật đầu, dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào mình và nhị nha. Diệp Quân nhếch miệng cười, được. Mộ Niệm Niệm cười nói, chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, ba người cùng Tiểu Bạch đã biến mất trong tinh không. Còn về vũ trụ Quan Huyên, hắn không cần lo lắng nhiều nữa, Văn đã có Nạp Lan Ca và Lý Bán Chi, Võ đã có Tiền Bối An. Thực ra, hắn là người yếu nhất trong gia tộc. Điều đáng nói là hình như tỷ tỷ Diệp An đã đi rèn luyện rồi. Còn việc đi đâu hắn cũng không biết, chỉ biết đi nương nhờ họ hàng. Điều này khiến Diệp Quân rất tò mò, hắn còn có người thân tài giỏi vậy sao? Vĩnh Sinh giới. Từ Nhu ngồi cách Tịnh Thần không xa, Vĩnh Sinh Đại Đế không có ở đây, bây giờ Vĩnh Sinh giới do Tịnh Thần làm chủ. Chiêm Sư cũng có mặt. Chiêm Sư và Tịnh Thần nhìn Từ Nhu, không nói gì. Bọn họ đương nhiên không dám coi thường chân vũ trụ, bây giờ, thực lực tổng thể của chân vũ trụ mạnh hơn vũ trụ Quan Huyên. Từ Nhu nhìn hai người họ, cười nói, nghe nói lần này nền văn minh Vĩnh Sinh tấn công vũ trụ Quan Huyên thất bại rồi à? Nghe Từ Nhu nói vậy, sắc mặt hai người trở nên u ám, Tịnh Thần lạnh lùng nói, Từ Nhu cô nương đến đây để mỉa mai sao? Từ Nhu cười nói, ta không nhàn rỗi đến vậy, lần này ta tới là muốn hợp tác với nền văn minh Vĩnh Sinh. Nghe Từ Nhu nói vậy, hai người liền nhíu mày. Từ Nhu nhìn hai người họ, cười nói, hai vị ra ngoài lâu như vậy, chắc cũng đã điều tra chân vũ trụ và vũ trụ Quan Huyên, có thể nói chân vũ trụ và vũ trụ Quan Huyên là kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau nghìn vạn năm qua. Bây giờ, kẻ thù của nền văn minh Vĩnh Sinh cũng là vũ trụ Quan Huyên. Tục ngữ có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, vì vậy ta thấy chúng ta có thể hợp tác với nhau. Các vị thấy sao? Tịnh Thần và Chiêm Sư nhìn nhau, đúng là bọn họ đã điều tra chân vũ trụ và vũ trụ Quan Huyên, hai vũ trụ này thật sự có mối thù không đội trời chung, cách đây không lâu, hai bên còn quyết chiến với nhau. Tịnh Thần trầm giọng nói, Từ Nhu cô nương nghĩ chúng ta nên hợp tác thế nào? Bây giờ, nền văn minh Vĩnh Sinh đã tổn hại nghiêm trọng. Nếu có thể hợp tác với chân vũ trụ thì cũng không phải chuyện xấu. Từ Nhu nghiêm túc nói, người mạnh nhất trong vũ trụ Quan Huyên thật ra là người phụ nữ váy trắng ở hệ Ngân Hà, cũng là người trước đó đã giết Mệnh Vận Đại Đế ở Loạn Tinh Giới. Nói đến đây, nàng ta nhìn hai người họ, các ông điều tra bà ta rồi nhỉ? Tịnh Thần gật đầu, với vẻ mặt nghiêm túc, điều tra rồi, chỉ là người này mạnh đến đâu thì bọn ta không biết, nhưng ta đã phái người đến hệ Ngân Hà. Không lâu nữa sẽ có tin tức. Từ Nhu nghiêm túc nói, người này là cường giả mạnh nhất vũ trụ Quan Huyên. Tịnh Thần nhìn Từ Nhu, ngạc nhiên nói, mạnh nhất ư. Từ Nhu gật đầu, đúng vậy, vô cùng mạnh, hơn nữa, bà ta cũng là một vị thần linh vũ trụ, thuộc về thời đại xa xưa. Thần linh vũ trụ, Tịnh Thần nghiêm mặt nói, chẳng trách người này lại mạnh đến vậy, ta không ngờ ở vũ trụ Quan Huyên lại có một vị thần linh vũ trụ. Từ Nhu nói, bây giờ chân vũ trụ ta sẽ xử lý người phụ nữ váy trắng này, còn các ông đối phó với vũ trụ Quan Huyên, được không? Tịnh Thần và Chiêm Sư đều sững sờ. Từ Nhu nói tiếp, người này thật sự quá mạnh, ít nhất phải phái 10 vị Mệnh Vận Đại Đế và mấy chục vị Tuế Nguyệt Đại Đế cùng đánh mới có thể giết được. Bây giờ, nền văn minh Vĩnh Sinh đang trong tình trạng cho nên, tốt nhất là để chân vũ trụ ta đánh. Nghe Từ Nhu nói vậy. Tịnh Thần có cảm giác như mình bị lừa, nên vội vàng nói, Từ Nhu cô nương, người này giao cho nền văn minh Vĩnh Sinh, vũ trụ Quan Huyên giao cho chân vũ trụ, được không? Nghe vậy, Từ Nhu cau mày. Chiêm Sư bên cạnh cũng nói, đúng vậy, Từ Nhu cô nương, nền văn minh Vĩnh Sinh có rất nhiều cường giả đỉnh cao, nhưng cường giả cấp trung và thấp lại không bằng chân vũ trụ, vì vậy, phía ta thích hợp đối phó với người phụ nữ váy trắng kia hơn. Từ Nhu trầm mặc. Sắc mặt trở nên khó coi. Hai người họ nhìn Từ Nhu, trong lòng thầm cười nhạo, chân vũ trụ này thật xấu xa, bảo người khác đánh nhiều, còn chân vũ trụ đánh ít, sao lại dám nói những lời vô liêm sỉ vậy chứ? Từ Nhu trầm giọng nói, hai vị, người phụ nữ váy trắng kia thật sự rất mạnh, vài cường giả không thể giết được bà ta, vì vậy ta thấy để chân vũ trụ ta đánh thì tốt hơn, ta làm vậy là vì tốt cho các ông. Tịnh Thần cắt ngang lời Từ Nhu cô nương, đúng là người phụ nữ kia rất mạnh, nhưng nền văn minh Vĩnh Sinh ta cũng có người có năng lực, cô yên tâm,
chỉ cần chân vũ trụ các ngươi đồng ý, ta đảm bảo với cô, nền văn minh vĩnh sinh chắc chắn sẽ lấy đầu bà ta. Từ Nhu Sa sầm mặt mày, rõ ràng là không muốn từ bỏ, nàng ta còn muốn nói gì đó, nhưng Tịnh Thần đã nói tiếp, Từ Nhu cô nương, cô một mực phản đối như vậy, lẽ nào còn âm mưu nào khác? Nghe vậy, Từ Nhu tức giận nói, ta là loại người đó sao? Lần này tới đây, ta đại diện cho cả chân vũ trụ, bọn ta vô cùng chân thành, sao có thể có âm mưu gì được chứ? Ông có thể hoài nghi chân vũ trụ, nhưng không thể hoài nghi nhân phẩm của Từ Nhu ta. Tịnh Thần cười khẩy không nói gì. Từ Nhu lạnh lùng nói, được thôi, vậy thì để chân vũ trụ đối phó với vũ trụ quan huyên, vĩnh sinh giới các ông đối phó với người phụ nữ váy trắng kia, nhưng ta phải nhắc nhở ông, người này rất mạnh, vài người không thể đối phó với bà ta, vì vậy, nếu các ông muốn giết bà ta thì phải dùng toàn lực, phái tất cả cường giả, một đòn chí mạng. Tịnh Thần nhìn Từ Nhu, đương nhiên rồi, chỉ là Từ Nhu cô nương, ta hơi tò mò, chân vũ trụ có chắc chắn đối phó được với vũ trụ quan huyên không? Chân vũ trụ cười khẩy, thực lực của chân vũ trụ ta yếu lắm sao? Tịnh Thần trầm giọng nói, ta không có ý đó, chỉ là vũ trụ quan huyên có vài vị cường giả đỉnh cao, thực lực của bọn họ rất mạnh. Từ Nhu cười nói, các ông không cần lo lắng về điều này. Điều chúng ta cần để tâm là người phụ nữ váy trắng kia. Người này có một thanh kiếm thần, chính là thanh kiếm mà kiếm tu váy trắng trước kia đã cầm. Nàng ta nhìn hai người, hai vị biết đây là kiếm gì không? Hai người lắc đầu. Từ Nhu trầm giọng nói, thanh kiếm này tên là kiếm hành đạo, là thanh kiếm do chủ nhân bút đại đạo luyện chế. Tịnh Thần kinh ngạc, chủ nhân bút đại đạo tạo ra sao? Từ Nhu nghiêm túc nói, đúng vậy, nếu không, ông cho rằng thanh kiếm đó có thể lợi hại vậy à? Tịnh Thần hỏi tiếp, nói cách khác, sức mạnh của người phụ nữ này yếu hơn chủ nhân bút đại đạo sao? Từ Nhu mỉm cười, thực lực của bà ta đương nhiên yếu hơn chủ nhân bút đại đạo, trên đời này còn có người mạnh hơn chủ nhân bút đại đạo sao? Nghe vậy, Tịnh Thần vuốt râu cười, cũng đúng. Từ Nhu nói tiếp, mặc dù thực lực của bà ta không bằng chủ nhân bút đại đạo, nhưng cũng không thể coi thường, đặc biệt là thanh kiếm kia, sau khi người của các ông đến hệ Ngân Hà, nhất định phải cẩn thận, không được sơ suất. Tịnh Thần nhìn Từ Nhu, bình tĩnh nói, Từ Nhu cô nương yên tâm, bọn ta nhất định sẽ lấy đầu người phụ nữ đó. Từ Nhu khẽ gật đầu, nếu vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ, xin cáo từ. Nói xong, nàng ta định quay người rời đi. Tịnh Thần hỏi tiếp, khi nào ra tay? Từ Nhu cười nói, chuyện lớn sao có thể trì hoãn được? Ngay bây giờ. Nói xong, nàng ta xòe tay ra, một tấm bản đồ xuất hiện trước mặt Tịnh Thần, trên tấm bản đồ này đánh dấu những trận pháp dịch chuyển ở hệ Ngân Hà, đều là do chân vũ trụ ta lập nên, bây giờ cung cấp miễn phí cho nền văn minh vĩnh sinh. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất trong điện. Ngay bây giờ hả? Trong điện, Tịnh Thần và Chiêm Sư cùng nhíu mày, Chiêm Sư trầm giọng nói, liệu có bị lừa không? Tịnh Thần nheo mắt lại, hơi nghi ngờ. Nhưng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trong điện, ông lão khẽ hành lễ rồi nói, vừa nhận được tin tức, chân vũ trụ đã bắt đầu điều binh tiến vào chiến trường hư chân, bọn họ điều cả chư thần Hoàng Hôn Vệ và quân Viễn Chinh. Nghe vậy, Chiêm Sư và Tịnh Thần nhìn nhau, Tịnh Thần nói, xem ra chân vũ trụ thật sự muốn hợp tác với chúng ta. Chiêm Sư gật đầu, chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên có thù hận, bọn họ muốn hủy diệt vũ trụ quan huyên là hoàn toàn hợp lý, nếu đã vậy thì. Ông ta nhìn Tịnh Thần lập tức nói, người đâu, tập hợp tất cả cường giả, đến hệ Ngân Hà, giết người phụ nữ váy trắng kia. Triệu tập tất cả cường giả. Nghe Tịnh Thần nói thế, sắc mặt Chiêm Sư ở một bên lập tức thay đổi, cảm thấy kinh ngạc, toàn bộ cường giả sao. Tịnh Thần đứng dậy. Siết chặt tay phải, lạnh lùng nói, trước đó chúng ta liên tiếp thua trong trận chiến với vũ trụ quan huyên, tại sao? Vì chúng ta chưa từng thực sự chú ý đến vũ trụ quan huyên, lẽ nào chúng ta lại phạm phải sai lầm này lần thứ hai? Chiêm Sư lặng thinh. Đúng như Tịnh Thần nói, lúc đầu quả thật nền văn minh vĩnh sinh đã đánh giá thấp vũ trụ quan huyên, không đúng, là xem thường vũ trụ quan huyên mới đúng. Điều này mới dẫn đến việc nền văn minh vĩnh sinh đã tổn thất nặng nề. Nhưng Chiêm Sư thận trọng lại vẫn nghĩ không ổn, thế là bèn nói, hay là đợi đế chủ về rồi quyết định. Tịnh Thần bình tĩnh nói, nếu lần này chúng ta không hành động,
ông đoán xem chân vũ trụ sẽ thế nào. Chúng chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta không có gan đối đầu với vũ trụ quan huyên, một khi chúng nghĩ như thế, ông nghĩ chúng vẫn còn hợp tác với chúng ta không? Chiêm sư nhíu mày. Tịnh thần nói tiếp, chân vũ trụ tấn công vũ trụ quan huyên, bằng mọi thứ, mặc dù đó là đối thủ nhưng ta vẫn kính phục. Ngược lại nếu chúng ta không thể giết người phụ nữ váy trắng đó thì chẳng phải sẽ khiến chân vũ trụ cười vào mặt sao? Chiêm sư im lặng không đáp, không thể cãi lại. Tịnh thần nhìn chiêm sư đang im lặng, sau đó nói, ta biết ông đang lo lắng điều gì, thực lực của người phụ nữ mặc váy trắng đó rất mạnh, nhưng dù bà ta có thể một mình đánh bại 10 người, lẽ nào bà ta có thể đánh bại được 100, 1000 người sao? Chiêm sư trầm tư hồi lâu, gật đầu nói, để phòng ngừa trường hợp bất chắc, cứ dẫn theo chiến đế đi. Tịnh thần cười nói, tất nhiên rồi. Chiêm sư nói, đi thôi. Nói rồi hai người biến mất khỏi đó. Tịnh thần là một người thực tế, nếu đã quyết định thì nói làm là làm, không lâu sau tất cả cường giả đỉnh cấp vĩnh sinh giới đều xuất hiện, rồi lao đến hệ ngân hà. Đương nhiên tịnh thần cũng để lại một người canh giữ, ông ta sợ chân vũ trụ dở trò nên vẫn luôn phái người theo dõi chân vũ trụ. Khi biết được chân vũ trụ liên tục phái cường giả đến chiến trường hư chân, hơn nữa còn sử dụng các đại trận tấn công, lúc này ông ta mới yên tâm hoàn toàn. Lối vào chiến trường hư chân ở chân vũ trụ. Từ Nhu ngồi trên ghế, cúi xuống nhìn không trung bên dưới. Bên cạnh nàng ta là Tả tướng. Lúc này một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Từ Nhu và Tả tướng, ông lão hơi cúi người xuống, sau đó nhỏ giọng nói vài câu. Từ Nhu gật đầu, ta biết rồi. Ông lão lại chào hai người, sau đó lui xuống. Tả tướng quay đầu lại nhìn Từ Nhu, Từ Nhu, tất cả cường giả của nền văn minh vĩnh sinh đều đã ra ngoài giết người phụ nữ váy trắng đó. Từ Nhu cười nói, đúng là dứt khoát thật. Tả tướng hơi khó hiểu, chẳng phải muốn để hai vũ trụ đó tiêu diệt lẫn nhau sao? Từ Nhu nhìn tinh vực vũ trụ quan huyên bên dưới, im lặng không đáp lời. Tả tướng còn muốn nói gì đó, Từ Nhu lại nói, tiếp tục phái người đến đây, nhưng chưa có lệnh của ta thì không ai được phép ra tay. Nói rồi nàng ta đứng lên rời đi. Tả tướng đứng im lặng thinh không nói, khẽ cau mày. Rốt cuộc Từ Nhu đang giúp ai? Bà ta không hiểu nàng ta đang làm gì. Trong tinh không, Diệp Quân ngự kiếm bay đi, hai bên trái phải hắn là Mộ Niệm Niệm và Nhị Nha. Nhị Nha ăn mặc vẫn rất kỳ lạ. Một chiếc áo sơ mi trắng có in hình hoạt hình đáng yêu, bên dưới mặc chiếc quần jean xanh nhạt, chân đi một đôi dép sỏ ngón, toát ra khí chất đặc biệt. Tay Nhị Nha vẫn cầm cây kẹo hồ lô đường vừa đi vừa liếm, sau đó thi thoảng còn đưa cho Tiểu Bạch. Mộ Niệm Niệm nói, vũ trụ quan huyên gửi tin đến, chân vũ trụ phái rất nhiều cường giả đến chiến trường hư chân nhưng không ra tay. Diệp Quân nhíu mày, chúng muốn làm gì? Mộ Niệm Niệm nói, ta không biết nhưng bây giờ chúng không có ý định tấn công. Vì nếu muốn tấn công thì chúng sẽ không có động thái lớn như vậy. Có lẽ chúng lại giở trò bẩn thỉu gì đó. Còn chuyện bên kia thì con đừng vội, có mấy người An cô nương ở đó rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, Diệp Quân như nghĩ đến điều gì, bỗng bước đến bên cạnh Nhị Nha, sau đó giơ tay chọc vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngờ vực nhìn hắn. Diệp Quân chủ động ôm Tiểu Bạch lên, sau đó lục trên người Tiểu Bạch, nhưng lại không phát hiện ra bất cứ đồ gì trong chiếc nhẫn cả. Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân, mặt đầy vẻ khó hiểu, thấy Diệp Quân vẫn đang tìm gì đó trên người mình, nó bỗng lấy một cây kẹo hồ lô đường ra đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân do dự, sau đó nói, có thể cho ta mượn cái khiên đó nghịch một chút không? Hắn vẫn luôn ngấp nghé cái khiên đó, nó là cực phẩm đấy. Tiểu Bạch vội lắc đầu. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta đảm bảo sẽ trả lại. Móng vuốt của Tiểu Bạch vùng vẫy một hồi, hơn nữa càng vùng vẫy càng nhanh. Diệp Quân khó hiểu nhìn nó, sau đó chỉ đành nhìn Nhị Nha, Nhị Nha liếm hồ lô đường, bình tĩnh nói, nó nói cha ngươi mượn rất nhiều đồ của nó vẫn chưa trả lại. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Trời ạ, sao cha mình lại làm mấy chuyện này chứ? Đáng sợ quá. E là nhân phẩm của nhà họ Dương đều bị một mình cha hủy hoại rồi. Lúc này Tiểu Bạch bỗng giơ móng vuốt ra với Diệp Quân. Diệp Quân nhìn Nhị Nha lại nói, cha mượn rất nhiều đồ của Tiểu Bạch, nó nói con trai trả. Diệp Quân sầm mặt, mẹ nó chứ,
người cha này quá xấu xa rồi. Sinh con trai ra là để chơi trò này sao? Bắt đầu suy xét. Lúc này nhị nha bỗng đè móng vuốt của Tiểu Bạch xuống, cháu trai rất nghèo, không trả nổi đâu. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Cháu trai, nhị nha cô nương xem mình là cháu trai thật đấy à? Hắn lại không phản bác, vai vế vẫn còn đó đấy. Hắn biết nhị nha gọi ông nội là anh, ngay cả cha mình đấy mà cô bé còn gọi là thằng Huyên nữa chứ đừng nói là mình. Nghe nhị nha nói thế, Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân, như nghĩ đến điều gì đó, cô bé bỗng cầm chiếc nhẫn của Diệp Quân lên, nhìn một chốc rồi lắc đầu, vẻ mặt ghét bỏ. Diệp Quân cười khổ. Người dám nói hắn nghèo chỉ có Tiểu Ca và người trước mặt này thôi. Lúc này Tiểu Bạch bỗng xòe tay, Diệp Quân nhíu mày, một đạo ấn và lôi ấn bay ra. Diệp Quân sửng sốt, tên này có thể khống chế thần vật của mình ư. Tiểu Bạch nghịch đạo ấn và lôi ấn một lúc, cái đầu nho nhỏ khẽ gật, miễn cưỡng cảm thấy hai thứ này nhìn thuận mắt, thế là nó cất hai thứ này vào. Diệp Quân vội nói, Tiểu Bạch, đây là đồ của ta. Tiểu Bạch chớp mắt. Sau đó móng vuốt chỉ vào Diệp Quân, rồi lại chỉ vào mình. Diệp Quân quay đầu nhìn sang nhị nha bình tĩnh nói của ngươi là của nó thì vẫn là của nó. Diệp Quân sầm mặt, sao Tiểu Bạch này lại giống bọn cướp thế nhỉ, học của ai đây? Tiểu Bạch nhếch môi, hoàn toàn không có ý định trả lại. Nhị nha bỗng nói, Tiểu Bạch, ngươi không thể lấy đồ của cháu trai, nó là cháu trai, chúng ta là người lớn. Phải chăm sóc nó, biết không hả? Diệp Quân thật sự cạn lời, nhị nha gọi tiếng cháu trai này ngày càng thuận miệng rồi đấy. Nghe nhị nha nói thế, Tiểu Bạch do dự, sau đó trả đạo ấn và lôi ấn lại cho Diệp Quân. Nó cũng nghĩ lấy đồ của cháu trai hình như không đúng lắm. Diệp Quân nhìn đạo ấn và lôi ấn, cảm thấy rất bất mãn, hai thứ này thế mà lại không phản kháng, muốn làm phản à? Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch đang liếm hồ lô đường. Phải nghĩ cách mượn được bảo vật của Tiểu Bạch. Ừ, cũng để con trai mình trả. Lúc này Mộ Niệm Niệm ở một bên bỗng nói, chúng ta sắp đến khu vực thần hư rồi. Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, dì Mộ biết về khu vực thần hư này không? Mộ Niệm Niệm cười nói, biết nhưng không nhiều, chỉ biết nơi này từng có rất nhiều cường giả thời đại nền văn minh thần đạo bị trấn áp. Diệp Quân trầm giọng nói, cường giả thời đại của chủ nhân bút đại đạo ư? Mộ Niệm Niệm gật đầu, mặc dù chủ nhân bút đại đạo đã lật đổ nền văn minh vĩnh sinh nhưng trật tự mà ông ta muốn tạo ra cũng làm tổn hại đến lợi ích của rất nhiều cường giả lúc bấy giờ, thế nên rất nhiều người ở thời đại đó đi theo ông ta đã nổi dậy chống lại ông ta. Mục đích chuyến đi này của vĩnh sinh đại đế là để cứu những cường giả từng bị chủ nhân bút đại đạo phong ấn, để họ phục vụ cho gã. Diệp Quân hơi khó hiểu, năm đó tại sao chủ nhân bút đại đạo lại không giết hết chúng? Mộ Niệm Niệm cười nói, ta không biết. Diệp Quân không nói gì. Mộ Niệm Niệm lại nói, lần này mục đích của chúng ta là đến Thượng Kiếm Tông ở khu vực thần hư. Diệp Quân tò mò, Thượng Kiếm Tông. Mộ Niệm Niệm gật đầu, một trong hai tông môn hùng mạnh nhất trong thời kỳ đầu của thời đại nền văn minh thần đạo. Thượng Kiếm Tông này từng là một thanh kiếm trong tay chủ nhân bút đại đạo, nhưng sau đó tông chủ thế hệ đầu của Thượng Kiếm Tông đã dẫn toàn bộ Thượng Kiếm Tông nổi dậy. Chống lại chủ nhân bút đại đạo, cuối cùng không đánh lại được, nhiều cường giả hàng đầu trong Thượng Kiếm Tông đã bị trấn áp. Bà ấy vừa nói vừa khẽ lắc đầu, thật ra, nếu thời kỳ đầu nền văn minh thần đạo không có nội chiến thì chân thần sẽ không dễ dàng lật đổ toàn bộ nền văn minh thần đạo như thế. Khi chân thần khai chiến với nền văn minh thần đạo, thực lực của nền văn minh thần đạo đã không còn tốt như trước vì nội chiến rồi. Diệp Quân trầm giọng nói. Lúc đó chắc hẳn nội bộ nền văn minh thần đạo đã xảy ra chuyện gì nên mới khiến họ nội chiến thế chứ? Mộ Niệm Niệm cười nói, ta đoán là do lý tưởng khác nhau. Diệp Quân nhìn Mộ Niệm Niệm, bà ấy cười nói, ở thời đại trước chủ nhân bút đại đạo, tuổi thọ của các sinh linh gần như vô tận, chỉ cần ngươi tu luyện thì sẽ có thể kéo dài tuổi thọ, có thể nói là sự hy sinh của vũ trụ để đổi lấy sự sống còn của bản thân. Sau khi chủ nhân bút đại đạo nắm quyền, ông ta muốn thiết lập một trật tự có sống chết, con nghĩ thử xem vốn dĩ con có thể sống rất lâu nhưng ông ta đột nhiên tới cưỡng ép đặt dấu chấm hết cho tuổi thọ của con có đồng ý không? Diệp Quân lắc đầu. Mộ Niệm Niệm gật đầu, lại nói, trước chủ nhân bút đại đạo, trật tự rất hỗn loạn nhưng sau khi chủ nhân bút đại đạo nổi dậy,
ông ta bắt đầu thiết lập trật tự và quy tắc cho thế giới này, không thể không kiêng dè gì mà đòi hỏi với vũ trụ, không chỉ thế lại còn lấy đại đạo làm nền tảng để ra vận mệnh và luân hồi, cưỡng chế ràng buộc hết thảy chúng sinh, trói buộc chúng vào trong một lớp xiềng xích. Nói đến đây bà ấy lắc đầu, những gì ông ta làm đều chọc giận tất cả mọi người ngay lúc đó. Diệp Quân gật đầu, thảo nào ông ta lại bị đánh. Mộ Niệm Niệm bỗng cười nói, con nghĩ bút đại đạo làm thế là tốt hay xấu? Diệp Quân suy ngẫm, sau đó nói, đối với vũ trụ bao la này thì dĩ nhiên là một chuyện tốt, nhưng với tất cả chúng sinh lúc đó, thì không phải là chuyện tốt. Mộ Niệm Niệm lại hỏi, nếu để con làm thì con sẽ làm sao? Diệp Quân sửng sốt. Mộ Niệm Niệm cười nói, nếu là con sẽ làm thế nào? Đi con đường của nền văn minh vĩnh sinh hay là con đường của chủ nhân bút đại đạo? Diệp Quân không lên tiếng. Mộ Niệm Niệm nói, con có thể bắt đầu suy xét được rồi đấy. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân im lặng quan sát. Hắn từng gặp mặt người này vài lần, có cảm giác ông ta là người tốt, ít nhất thì cũng không một mực dồn hắn vào đường cùng, không chết không tha như Bác Thiên Đạo và Vĩnh Sinh Đại Đế. Trông ông ta cũng hiền lành phết. Nhưng người như thế thường mới là những kẻ nguy hiểm nhất. Diệp Quân im lặng một hồi, nói thật ra thì con của hiện tại không thể đánh giá người như vậy được. Mộ Niệm Niệm quay lại, con đang nói chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân gật đầu, nghiêm túc đáp, đại đạo mà ông ta vận hành có hại với chúng sinh nhưng có lợi cho vũ trụ. Nếu cứ để chúng sinh mặc sức đòi lấy thì vũ trụ sớm muộn gì cũng chịu hết nổi, khi ấy chính chúng sinh mới rơi vào cảnh tuyệt diệt. Nhưng nếu đổi lại là con sống ở thời đại đó thì cũng sẽ chống lại việc làm của ông ta, bởi dù gì nó cũng liên quan đến lợi ích của con mà. Mộ Niệm Niệm gật đầu, cong môi hỏi, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nếu trở thành chủ nhân của thời đại mới, con sẽ làm gì? Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu, con không biết. Hắn hiện là vua của vũ trụ Quan Huyên nhưng mọi sự vụ ở đó căn bản đều do Nạp Lan Ca, Lý Bán Chi và những người khác xử lý, còn bản thân hắn rốt đặc cán mai. Vì vậy nên hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi con đường như thế nào nếu trở thành người đứng đầu vũ trụ. Nhưng gì Mộ nói đúng, chính hắn cũng biết mình nên cân nhắc đến một số việc khác rồi. Lời này của Diệp Quân khiến Mộ Niệm Niệm bật cười, không sao, cũng không có gì vội. Hắn hỏi lại, dì Mộ là thiên đạo đúng không? Mộ Niệm Niệm gật đầu, con muốn hỏi cái nhìn của ta về đại đạo trật tự của ông ta. Diệp Quân, vâng. Mộ Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phương xa, thân làm thiên đạo, đương nhiên là hy vọng thế gian có trật tự và quy tắc, bởi vì như vậy thì vũ trụ mới có thể phát triển lâu dài, thọ mệnh cũng dài lâu. Diệp Quân nhìn sang, chợt hiểu được ý của bà ấy. Bà ấy ủng hộ hành động của chủ nhân bút đại đạo. Đây là điều hết sức bình thường, bởi nếu cứ để thế nhân mặc sức đòi lấy thì vũ trụ sớm muộn gì cũng diệt vong, điều mà Mộ Niệm Niệm thân là thiên đạo chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy. Mộ Niệm Niệm lại nói, thật ra thì trật tự của chủ nhân bút đại đạo không hề bị lật đổ. Con xem, chân thần vẫn duy trì trật tự của ông ta, vũ trụ Quan Huyên chúng ta cũng vậy. Diệp Quân gật gù, đúng thế. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, quan điểm của con về chân thần là gì? Hắn lắc đầu, không quen biết, không dám bàn. Mộ Niệm Niệm cười, cũng phải. Nhị Nha đứng bên nãy giờ bỗng chen vào, tiểu quân tử đã đến hệ Ngân Hà lần nào chưa? Diệp Quân lắc đầu, chưa. Nhị Nha, lần sau chúng ta cùng đi, ta dắt ngươi đi uống chai rượu 82. Diệp Quân nhìn lại đầy hoài nghi. Rượu 82. Nhị Nha tiếp tục, ở đó còn mấy cô em nhảy đẹp mà mặc còn ít vải nữa. Tiểu Bạch gật đầu phụ họa, còn vung vẩy vài cái làm nền. Mộ Niệm Niệm nhìn Nhị Nha mà lắc đầu cười, thầm nói hai đứa dở hơi này đúng là rất thích hệ Ngân Hà. Diệp Quân hỏi lại, ít lắm hả? Nhị Nha gật đầu, ta thấy đến đó lịch luyện cũng tốt lắm. Lần sau chúng ta đi đi, ta dẫn người đến nơi ấy. Diệp Quân càng không hiểu, nơi ấy. Nhị Nha chỉ cười hê hê, không giải thích gì thêm. Diệp Quân đen mặt, thầm nhủ đừng bảo nơi ấy chính là nơi ấy ấy chứ. Hắn nhìn Nhị Nha, đoán chừng cô bé là vì bị An Tiền Bối cấm đến hệ Ngân Hà nên mới chạy sang dụ dỗ mình đến đó, khi ấy là có thể quang minh chính đại theo cùng rồi. Hệ Ngân Hà ư? Diệp Quân cũng có chút trông mong,
bởi đó không chỉ là quê hương của mẹ hắn Tần Quan, mà cũng là nơi cha và cô hiện đang ở. Mà nói thật ra thì hắn cũng xem như có nửa dòng máu hệ Ngân Hà rồi còn gì. Thấy hắn bắt đầu siêu siêu, Nhị Nha càng thêm tranh thủ, nơi đó có thể giúp ngươi mạnh hơn nữa. Diệp Quân hỏi, vì sao? Cô bé nghiêm túc nói, thế giới ở hệ Ngân Hà phồn hoa rực rỡ vô cùng, có thể rèn luyện nhân tâm dễ dàng. Lấy thiên phú của ngươi, qua đó dạo chơi hồng trần một phen, đảm bảo tu vi kiếm đạo sẽ tăng lên vùn vụt. Chủ nhân bút đại đạo cũng từng ở đó, ta và Tiểu Bạch còn biết hắn đang ở Kiềm Châu, có siêu nhiều bảo bối nữa. Nói rồi quăng một ánh mắt ra hiệu sang cho Tiểu Bạch. Nó thấy vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, ý bảo Nhị Nha đang xạo đó, nhưng rồi phát hiện mình làm sai nên đổi thành gật đầu lia lịa, ý bảo Nhị Nha nói gì thì là đấy. Làm Nhị Nha trợn mắt xem thường nó, bó tay toàn tập. Diệp Quân im lặng nhìn cả hai. Có gì đó không đúng lắm nhỉ? Như nghĩ đến điều gì, hắn quay sang hỏi Mộ Niệm Niệm, dì Mộ từng đến đó chưa? Bà ấy lắc đầu, chưa, nhưng sau này có cơ hội sẽ đến, nghe nói nơi ấy rất vui. Diệp Quân cười, con cũng vậy. Nhị Nha chêm vào, nhớ dẫn theo ta với Tiểu Bạch đó, bọn ta sẽ dẫn người tới câu lạc bộ vô biên. Câu lạc bộ vô biên. Thấy ánh mắt hoài nghi của Diệp Quân, Nhị Nha tiếp tục, dẫn bọn ta đi theo thì sẽ có lợi, bằng không thì. Hai tay cô bé siết lại, ý tứ thế nào vô cùng rõ ràng. Tiểu Bạch cũng nắm vuốt lại quơ quơ. Diệp Quân bật cười, ừ, chúng ta cùng đi. Nhị Nha cười tâu toét đến mang tai, cháu ngoan. Diệp Quân suýt nữa té xỉu. Mộ Niệm Niệm thấy vẻ mặt hắn bày ra thì không khỏi bật cười. Không bao lâu sau, ba người đặt chân đến một tinh vực tĩnh lặng nọ. Mộ Niệm Niệm nhìn về phương xa, thấy nơi đó có một cánh cửa cũ xưa dài đến mấy trăm nghìn trượng, vắt ngang tinh vực tạo thành một cảnh tượng nguy nga vô cùng. Diệp Quân hỏi, đến rồi ạ? Mộ Niệm Niệm gật đầu. Ba người đi đến trước cửa, nhìn thấy một thi thể. Mộ Niệm Niệm nhìn một hồi, nói, có thể là người canh cổng, đã bị sát hại. Diệp Quân, chẳng phải Vĩnh Sinh Đại Đế đang ở khu vực thần khư này sao? Mộ Niệm Niệm cười, phải, sợ không? Diệp Quân bật cười, con đây tới cô còn không sợ thì chẳng lẽ lại sợ gã? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, con không sợ thì ta cũng không sợ, đến lúc đó mốt mình con đánh nhau với Vĩnh Sinh Đại Đế, ta với Nhị Nha và Tiểu Bạch đứng ngoài cổ vũ nhé. Diệp Quân đơ ra, đi đánh Vĩnh Sinh Đại Đế ngay á. Không sợ đâu có nghĩa là đánh lại đâu. Vẻ mặt của hắn khiến Mộ Niệm Niệm bật cười, đi thôi. Rồi đưa cả bọn đi vào trong cửa. Một hồi sau, bọn họ xuất hiện trên một vùng biển. Diệp Quân phóng tầm mắt nhìn bốn phía, thấy đâu đâu cũng là đại dương vô biên, chỉ có một hòn đảo lờ mờ ẩn hiện ở cuối tầm mắt. Hắn lại chăm chú quan sát, thấy một thanh kiếm đang lơ lửng phía trên đảo. Mộ Niệm Niệm, nơi đó hẳn là Thượng Kiếm Tông. Diệp Quân gật đầu. Tiểu Bạch bỗng vung vuốt lên. Diệp Quân thắc mắc nhìn sang, đang muốn hỏi chuyện gì thì thấy mặt biển chợt sôi trào, sau đó có một luồng sáng vàng chóe phóng lên cao, đáp xuống trước mặt Tiểu Bạch. Ánh sáng tản đi, để lộ một chiếc vòng đang tản ra thứ ánh sáng kỳ lạ, nhìn là biết không phải vật phàm. Tiểu Bạch ngắm nghía nó một hồi rồi ngoắc ngoắc móng vuốt. Vòng vàng rung lên, phóng tít lên cao rồi phóng to ra gấp mấy trăm nghìn lần, bao trùm khắp thiên địa. Diệp Quân cảm nhận được một thứ uy áp đáng sợ như đang bị ép xuống vực sâu. Hắn không khỏi nhìn lên với vẻ khiếp sợ. Cái vòng ấy ít nhất cũng phải là thần vật vô cấp bậc. Tiểu Bạch lại cua móng, gọi cái vòng trở về rồi thu nó vào, sau đó nhăn nhở cười he he. Diệp Quân ngần ngừ, Tiểu Bạch, cái vòng đó. Nó chỉ vào bản thân. Diệp Quân nhìn sang, nghe Nhị Nha phiên dịch, nó bảo là của nó rồi. Diệp Quân im luôn. Siêu hu. Chỉ tới chơi thôi mà cũng nhặt được thần vật vô cấp bậc. Mấu chốt là hắn không hề biết Tiểu Bạch còn có thể tìm kiếm bảo vật, lại càng không ngờ rằng những thứ thần vật kia đều sẵn sàng đi theo nó. Yêu nghiệt. Mộ Niệm Niệm cười nói, đi tiếp thôi. Diệp Quân nhìn Tiểu Bạch, thầm nói khi nào phải đi mượn vài món thần vật xài thử mới được. Nhất là cái khiên cổ kia. Ba người biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước hòn đảo. Trên đảo có một ngọn núi là nơi tọa lạc của mấy trăm tòa cung điện,
mỗi tòa đều có một thanh kiếm bay là phía trên. Thượng kiếm tông. Diệp Quân đanh mặt quan sát, cảm nhận được kiếm ý vô cùng đáng sợ ập đến. Chúng không thuộc về hiện tại mà đến từ quá khứ, vì có những chủ nhân quá mạnh nên dù đã qua mấy chục triệu năm mà vẫn chưa phai mờ. Mộ Niệm Niệm thì thầm, Thượng kiếm tông này thật sự không đơn giản. Diệp Quân gật đầu, phải. Mộ Niệm Niệm cười, vào nhìn xem. Ba người bước đi trên con đường lát đá, đi vào một gian đại điện. Nơi này rộng lớn vô cùng, đường phố rộng cả nghìn trượng, mỗi một viên đá lát đều có chiều dài đến mấy trượng. Ở hai bên đường là những pho tượng xa xưa hình người đeo trường kiếm, trông như những thị vệ sừng sững canh gác. Diệp Quân nhìn quanh, thấy Thượng kiếm tông tuy đồ sộ nguy nga nhưng lại chẳng có một bóng người. Ba người đi tới trước một tòa đại điện, thấy cửa đóng lại kín mít. Diệp Quân định bước lên nhưng nghĩ đến điều gì mà dừng lại, nhìn Mộ Niệm Niệm. Bà ấy chỉ cười không nói. Diệp Quân không khỏi xa sầm mặt, thế này e là có nguy hiểm rồi. Đúng lúc này, một tiếng thét phẫn nộ nổ ra cút. Quỳnh, âm thanh mang theo kiếm ý dữ dội lan tràn khắp thời không. Diệp Quân biến sắc, Mộ Niệm Niệm chỉ vung tay lên, thả ra một tia kiếm ý ngăn kiếm ý của đối phương lại. Hử, một giọng nói khẽ vang lên trong điện, kiếm tu à. Mộ Niệm Niệm cười, nghe nói kiếm đạo của Thượng kiếm tông đứng đầu văn minh thần đạo, nay ta có hậu bối bất tài, xin mời chỉ giáo. Diệp Quân sửng sốt nhìn sang. Mộ Niệm Niệm nháy mắt ra hiệu, vênh mặt lên. Diệp Quân chần chừ một hồi rồi nói với bên trong đại điện, ta đây vô địch, người muốn làm gì cũng được. Mộ Niệm Niệm. Diệp Quân vừa dứt lời đã thấy ngay vẻ mặt của Mộ Niệm Niệm, bèn chần chừ, hình như vênh hơi quá rồi ạ. Mộ Niệm Niệm cong môi, con thấy sao? Hắn cười cười, dì bảo sao con nghe vậy? Mộ Niệm Niệm, chuẩn bị xong rồi thì vào đánh đi. Diệp Quân đờ ra. Quả nhiên, Mộ Niệm Niệm vừa nói xong đã thấy cánh cửa gian đại điện bật tung ra. Một thanh kiếm vù vù phóng thẳng tới Diệp Quân, mang theo khí tức kiếm đạo hùng hậu khóa chặt hắn, đồng thời phong tỏa mọi đường lui. Diệp Quân nhìn nó mà giật nảy mình, kiếm mạnh quá. Ít nhất đã là mệnh vận đại đế rồi. Hắn không dám xem thường, lập tức bước tới rồi vung kiếm ra. Đường kiếm ngưng tụ từ ba loại kiếm ý. Là kiếm ý vô địch mới tinh. Quỳnh. Hai luồng kiếm ý vừa va chạm đã nổ tung trong một quầng kiếm quang. Diệp Quân lập tức thối lui cả nghìn trượng. Dừng lại rồi, hắn mới cảm giác được tay phải mình đã tê dần, đoạn ngẩng đầu lên. Một ông lão đang chậm rãi bước tới từ nơi xa, khoác áo bào trắng trên người, râu tóc bạc phơ, mặt mũi tuy già nua nhưng ánh mắt lại sáng quắc đầy tinh thần. Cả người tản ra khí thế vô cùng ác liệt. Là mệnh vận đại đế. Lại còn là kiếm tu. Ông lão vươn tay gọi một thanh kiếm xuất hiện, hỏi Diệp Quân, ngươi vô địch. Hắn nhìn Mộ Niệm Niệm, thấy đối phương quay mặt đi. Sập bẫy rồi, Diệp Quân cười khổ. Ông lão chậm rãi đi tới, từng bước đều thả ra kiếm thế hùng hậu ùa tới. Diệp Quân nhíu mày, đoạn cũng bước lên, thả ra kiếm ý ồ ạt như thủy triều ập tới. Đánh là được chứ gì? Quỳnh! Kiếm ý và kiếm thế của hai bên va chạm nhau, của Diệp Quân run lên bần bật nhưng không hề vỡ nát. Ông lão thấy vậy thì hai mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, đoạn ông ta chạm nhẹ chân xuống đất, cả người thoát cái biến thành kiếm quang lao vút tới. Ông ta dung hợp cùng kiếm thế, phá nát kiếm ý của Diệp Quân, sau đó là một thanh kiếm thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân vung kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. U, tiếng kiếm minh vang vọng mây xanh. Quỳnh, chỉ trong một khoảnh khắc, hai đối thủ đồng thời lùi bước. Diệp Quân lùi tận ngàn trượng, ông lão chỉ dừng lại ở trước cổng đại điện. Nhưng ông ta khiếp sợ vô cùng, không ngờ kiếm tu trẻ tuổi này lại có thể bước cho mình lùi bước. Ông ta đã là mệnh vận đại đế, nhưng đối thủ chỉ mới đến cảnh giới đạo tiên, chẳng lẽ người của thời đại này đã yêu nghiệt đến mức này sao? Bên kia, sắc mặt Diệp Quân đang vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhìn cánh tay phải nứt nẻ mà thầm thở dài, tự nhủ chênh lệch giữa mình và mệnh vận đại đế vẫn còn lớn quá. Nào ngờ lại nghe ông lão nói, thiếu niên, đón thêm một kiếm của ta. Nói xong, ông ta hóa thành kiếm quang bay lên cao. Một khắc sau, kiếm khí lồng lộng kéo dài cả nghìn trượng ập xuống, chém vỡ đất trời.
Mộ Nhiệm Nhiệm đứng ngoài quan sát, thấy Đường Kiếm được ông lão dồn toàn bộ sức mạnh vào thì nhíu mày. Bên kia, Diệp Quân thấy Đường Kiếm bay tới thì biến sắc. Hắn không dám khinh thường nhưng cũng không lùi lại, lập tức hóa thành kiếm quang tông thẳng vào kiếm khí kia. Uỳnh! Một luồng kiếm khí khác bất thình lình bùng nổ ở chân trời. Diệp Quân từ trên cao rơi xuống đất. Ầm! Mặt đất lõm vào thành một cái hố to. Ông lão kia không ra tay nữa mà lùi về trước cổng đại điện. Tay ông cầm kiếm, mắt nhìn Diệp Quân với vẻ tán dương, kiếm đạo vô địch. Kiếm tu cảnh giới phá phàm, thật là yêu nghiệt. Diệp Quân chậm rãi bỏ ra khỏi đống tàn hoang bên kia, lau đi vết máu bên mép, ôm quyền đáp, đa tạ tiền bối nương tay. Ông lão bật cười, ta không hề nương tay. Thiếu niên, thành tựu kiếm đạo của ngươi đã rất cao rồi. Diệp Quân cũng cười, chiêu vừa rồi của tiền bối là kiếm kỹ ạ. Ông lão, phải, là Trảm Thiên Tấn do lão phu tự nghĩ ra, ngươi thấy thế nào? Diệp Quân chân thành đáp, cực kỳ lợi hại. Rồi hơi thi lễ, tiền bối, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Ông lão ngạc nhiên, ồ. Diệp Quân, vãn bối muốn học kiếm kỹ này. Ông lão thoáng ngẩn ra rồi phá ra cười, người muốn học kiếm kỹ của ta. Diệp Quân gật đầu, không biết tiền bối có bằng lòng truyền thụ. Ông lão vui vẻ vô cùng, cười tươi rói rói, kiếm kỹ của ta tuy tốt nhưng không bằng được kiếm kỹ ngươi vừa thi triển, ngươi còn muốn học nó làm gì? Diệp Quân, để học ý của tiền bối. Ông lão tỏ vẻ hứng thú, ý. Diệp Quân cười, vâng, đường kiếm của tiền bối có mang theo ý. Ý này bướng bỉnh bất tuân, nhọn hoắt như dao, dám cùng cường giả thiên hạ so kiếm. Nhìn thấy tiền bối, ta mới ngộ ra rằng kiếm tu nên như thế nào. Ha ha ha! Ông lão bật cười khoái trá, thiếu niên nhà ngươi nói chuyện thú vị thật. Chúng ta vào điện bàn tiếp. Vào điện! Mộ Nhiệm Nhiệm nghe vậy thì cong môi, ánh mắt nhìn Diệp Quân mang theo vẻ khen ngợi. Lần này bà ấy đưa hắn đến đây cốt là để cầu cơ duyên. Nhưng mọi việc sẽ do hắn tự làm, bà không can dự vào. Bên cạnh bà, Nhị Nha hết nhìn Diệp Quân rồi thì thầm với Tiểu Bạch, thằng cháu này biết nịnh dễ sợ, sau này nhớ phải cẩn thận vào, đừng để bị hắn lừa. Nhưng mà dù sao cũng là cháu ruột, đừng ki bo quá, thỉnh thoảng cho vài thứ là được. Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân, gật gật đầu. Hai đứa này thật sự xem người ta như cháu mình mà đối xử đó. Diệp Quân nhấc chân đi vào điện. Thấy Mộ Nhiệm Nhiệm bất động thì nghi hoặc nhìn sang, nghe bà ấy cười nói tự vào đi. Hắn chần chừ một hồi rồi gật đầu bước vào. Trong điện trống trải vô cùng, chỉ có một pho tượng tạc một người đàn ông trung niên dắt trường kiếm. Diệp Quân đi đến thi lễ với ông lão tiền bối. Ông ta cười nói, người đến đây là vì truyền thừa của Thượng Kiếm Tông. Vào thẳng vấn đề. Diệp Quân đáp, không giấu gì tiền bối. Ta đến không phải vì truyền thừa mà có một mục đích khác. Ồ, ông lão tỏ ra hứng thú, là gì? Diệp Quân vươn tay, gọi đạo ấn xuất hiện. Ông lão thấy nó thì nheo mắt lại, đạo ấn. Diệp Quân gật đầu, vâng. Ông lão nhìn hắn, người có đạo ấn trong tay nhưng lại không có khí vận của thần đạo, nói cách khác, người không phải chủ nhân bút đại đạo. Thế thì lạ, đã không phải chủ nhân bút đại đạo mà lại có đạo ấn. Diệp Quân gật đầu, ta từng gặp mặt chủ nhân bút đại đạo, nhưng thật sự không phải người của ông ta. Ông lão hỏi thẳng, người muốn làm gì? Diệp Quân chân thành đáp, ta nghe nói Quý Tông có rất nhiều cường giả bị ông ta phong ấn nên muốn đến giải phong ấn cho. Ông lão cười, rồi muốn chúng ta phục tùng ngươi. Diệp Quân cười, tiền bối nhầm rồi. Ông lão sửng sốt. Diệp Quân, không cần các vị làm gì hết. Ta chỉ cầu được một phần truyền thừa về kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông. Chỉ dạy ta một ít kiến thức là được. Ông lão nhìn xoáy vào hắn, chỉ thế thôi. Diệp Quân đẩy tay, để đạo ấn bay tới trước mặt ông ta, ta có thể đưa đạo ấn cho tiền bối tạm dùng, tin rằng tiền bối có thể dễ dàng phá giải phong ấn Thượng Kiếm Tông. Ông lão không nhận nó mà chỉ chăm chú nhìn vào mắt hắn như muốn xem lời này là thật hay giả. Ông ta chỉ thấy một đôi mắt trong suốt. Không hề yếu thế hay né tránh. Một hồi lâu sau, ông phá ra cười lớn, thiếu niên ngươi rất biết điều đấy, thú vị hơn tên Vĩnh Sinh Đại Đế kia nhiều. Ha ha ha! Diệp Quân ngạc nhiên, Vĩnh Sinh Đại Đế đã đến đây. Ông lão gật đầu, vừa mới cách đây không lâu.
ông ta nói chỉ cần Thượng Kiếm Tông ta nguyện ý làm việc cho thì ông ta sẽ giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh. Diệp Quân, các vị đã từ chối. Ông lão cười mỉa, Thượng Kiếm Tông ta cốt cách như sắt thép, sao có thể cam tâm khom lưng làm tay sai. Diệp Quân im lặng. Hắn biết rất nhiều kiếm tu. Nói dễ nghe thì có ngạo khí, nói khó nghe thì là lì lợm, nhưng thường đều là những nhân vật khiến người kính nể. Thà gãy không cong, chết cũng bất khuất. Ông lão lại nói, người thật sự bằng lòng cho ta mượn đạo ấn. Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Ông lão lại hỏi, chỉ cần truyền thừa kiếm đạo, không cần gì khác. Diệp Quân cười, cầu thêm một phần thiện duyên. Ông lão sững ra rồi bật cười, ha ha, hay cho một phần thiện duyên. Thiếu niên, phần thiện duyên này, Thượng Kiếm Tông ta đồng ý. Nói xong, ông ta cầm lấy đạo ấn rồi khởi động. Một luồng sức mạnh bí ẩn lan tràn khắp đại điện. Uỳnh, trời đất bên ngoài rung động kịch liệt. Phù ấn đại đạo khổng lồ xuất hiện ở chân trời, đạo ấn bay vút ra từ bên trong điện, hòa vào phù ấn. Phù ấn run lên bần bật trước khi vỡ nát tan tành. Tiếng kiếm minh lảnh lót vọng lên từ lòng đất, theo sau là vô số tiếng kiếm minh khác. Diệp Quân nhìn ra bên ngoài, cảm nhận được từng luồng khí tức kiếm đạo hùng hậu ập đến. Sắc mặt hắn đanh lại khi nhận ra vô số khí tức của mệnh vận đại đế. Lại thêm một siêu thế lực xuất hiện trên đời. Đúng lúc này, thân hình ông lão tóc trắng chợt nhòe đi. Diệp Quân giật mình. Ông lão chỉ cười không nói rồi hoàn toàn biến mất. Diệp Quân quay phát lại nhìn, thấy ông ta xuất hiện ở nơi xa. Đó mới là bản thể chân chính. Ông lão nhắm mắt lại, thì thầm, Thượng Kiếm Tông. Uỳnh! Hàng loạt luồng khí tức cuồn cuộn vọt lên từ mặt đất. Diệp Quân đi ra ngoài, thấy ông lão vung tay gọi đạo ấn xuất hiện. Ông ta nhìn nó, không nói gì, cũng không có ý trả lại. Diệp Quân cũng im lặng quan sát. Hắn vốn muốn đánh cược một phen. Mà đã là cá cược, tất sẽ có nguy hiểm. Khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Thua cược thì sao? Diệp Quân không biết, nhưng hắn biết, nếu thua cược, không chỉ mất đi đạo ấn, mà còn có thêm một kẻ thù siêu cấp nữa. Thượng Kiếm Tông. Lúc này xung quanh ông lão tóc bạc đã có 6 mệnh vận đại đế. Mà khí thế của ông lão tóc bạc đã vượt xa mệnh vận đại đế, đội ngũ này chỉ yếu hơn nền văn minh vĩnh sinh một chút mà thôi. Bên cạnh ông lão áo bạc ngày càng có nhiều cao thủ, đã có 7 mệnh vận đại đế bình thường cũng hơn 20 người, còn lại thấp nhất cũng là cảnh giới thần đế. Cũng chỉ có cường giả cảnh giới thần đế mới có thể chống lại sự ăn mòn của mấy nghìn vạn năm tuế nguyệt, mà nơi này có hơn nghìn vị cường giả thần đế, hơn nữa còn đều là kiếm tu. Lúc này, ông lão tóc bạc kia chợt nhìn về phía Diệp Quân, ông ta cười khẽ, sau đó mở lòng bàn tay, đạo ấn kia bay đến trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân nở nụ cười. Hắn cược thắng rồi. Ông lão tóc bạc chợt xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cười nói, tiểu hữu không sợ ta cướp đạo ấn đi à? Diệp Quân cười đáp, tiền bối không phải người như thế. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Quân, sao cậu nghĩ thế? Diệp Quân đáp, dù có chết, tiền bối cũng sẽ không làm tay sai cho người khác, ngay cả chết còn không sợ, sao lại có thể làm chuyện vô liêm sỉ như thế được? Ha ha! Ông lão tóc bạc đột nhiên cười to, tiểu hữu cậu rất biết điều, tiếc là cậu đã có kiếm đạo của mình, nếu không, lão phu rất muốn nhận cậu làm đệ tử, để cậu làm tông chủ của Thượng Kiếm Tông. Diệp Quân khẽ mỉm cười, không nói gì. Ông lão tóc bạc đột nhiên mở lòng bàn tay, một quyển trục xuất hiện trước mặt Diệp Quân, tiểu hữu đây là một phần truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông ta, trong đó có truyền thừa kiếm đạo nòng cốt của Thượng Kiếm Tông, hy vọng sẽ giúp ích được cho kiếm đạo của cậu. Đương nhiên ông có thể nhìn ra, sở dĩ thiếu niên trước mặt muốn có truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông không phải vì muốn truyền thừa nó, mà là muốn mượn truyền thừa kiếm đạo của Thượng Kiếm Tông để nâng cao kiếm đạo của bản thân. Đương nhiên Diệp Quân cũng sẽ không khách sáo, hắn lập tức nhận lấy quyển trục, sau đó chắp tay cảm ơn. Ông lão tóc bạc nhìn Diệp Quân trước mắt, càng nhìn càng thấy hài lòng, nhưng trong lòng thì thầm thấy buồn cười. Không ngờ thời đại này vẫn có thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi xuất sắc như thế, tiếc là thiếu niên kiếm tu này đã có kiếm đạo của mình, rõ ràng là người ta đã có sư phụ, hơn nữa người đó còn rất mạnh. Sau khi cất quyển trục, Diệp Quân lại nói, tiền bối, tạm biệt. Đợi đã,
ông lão tóc bạc đột nhiên mở lòng bàn tay, trong đại điện phía xa có một hộp đựng kiếm đột nhiên bay ra, cuối cùng rơi vào tay ông ta. Ông ta đưa hộp đựng kiếm cho Diệp Quân, tiểu hữu, ta tặng cậu cái này. Diệp Quân nhìn hộp đựng kiếm trong tay, hộp đựng kiếm có màu đen, bên ngoài có rất nhiều phù văn nhỏ kỳ lạ, trong những phù văn này có ánh sáng màu vàng lưu động, tựa như một vật sống đang chậm rãi di chuyển. Mà phía đuôi hộp đựng kiếm có hai chữ nhỏ, thần tà. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tiền bối. Ông lão tóc bạc cười to nói, gọi tiền bối nghe xa lạ quá, ta lớn tuổi hơn cậu. Cậu gọi ta một tiếng đại ca đi. Đại ca. Diệp Quân sửng sốt. Không chỉ có Diệp Quân mà những cường giả thượng kiếm tông xung quanh cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Thấy Diệp Quân im lặng, ông lão tóc bạc tỏ vẻ không vui, sao nào, cậu không thích à? Diệp Quân cười đáp, đương nhiên là thích. Dứt lời, hắn chắp tay, đại ca, tại hạ Diệp Quân, viện trưởng của vũ trụ quan huyên hiện tại. Ông lão tóc bạc cười to, ta tên Nam Vân Thiên. Phó tông chủ thượng kiếm tông, năm đó sau khi tông chủ bị hại, thượng kiếm tông bây giờ do ta quản lý. Dứt lời, ông lão đặt hộp đựng kiếm xuống trước mặt Diệp Quân, đây là thần vật hàng đầu thượng kiếm tông ta, bên trong có 6 thanh phi kiếm vô cấp bậc, khi nãy ta thấy cậu sử dụng ý kiếm, có lẽ cậu thiếu kiếm, cho nên ta tặng nó cho cậu. 6 thanh phi kiếm vô cấp bậc. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn đang định từ chối thì Nam Vân Thiên lại lắc đầu. Đừng từ chối, đây là tấm lòng của ta. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nhận lấy, cảm ơn đại ca. Nam Vân Thiên cười to, ta mới là người phải cảm ơn cậu chứ, nếu không vì cậu chịu giúp đỡ, e rằng mấy người thượng kiếm tông chúng ta đã bị phong ấn đến chết rồi. Diệp Quân cười nói, duyên phận cả. Nam Vân Thiên cười to, hay cho hai chữ duyên phận. Diệp lão đệ, ơn nghĩa không lời nào có thể cảm ơn hết được, kể từ hôm nay. Chuyện của vũ trụ quan huyên cậu chính là chuyện của thượng kiếm tông ta, cậu cần gì chỉ cần thông báo một tiếng, dù chủ nhân bút đại đạo là kẻ thù của cậu, thượng kiếm tông ta cũng sẽ liều mạng với ông ta. Dứt lời, ông ta lấy ra một lệnh bài đặt vào tay Diệp Quân, chỉ cần bóp vỡ lệnh bài này, dù cậu ở đâu, có cần gì, kẻ thù là ai, thượng kiếm tông ta nhất định cũng sẽ tìm đến. Diệp Quân lộ vẻ xúc động, cảm ơn đại ca. Nam Vân Thiên cười nói. Huynh đệ với nhau, cảm ơn gì chứ? Diệp Quân cười khẽ, cất lệnh bài đi, mà lúc này, Mộ Niệm Niệm dẫn theo Tiểu Bạch và Nhị Nha xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, bà ấy cười nói với hắn, chúng ta phải đến nơi khác rồi. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn về phía Nam Vân Thiên, chắp tay, đại ca, hiện tại Thượng Kiếm Tông cần phải làm rất nhiều chuyện, nếu cần gì thì thông báo một tiếng, vũ trụ quan huyên chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Nam Vân Thiên cười nói, được. Diệp Quân gật đầu, tạm biệt. Nói xong, hắn và mấy người nhóm Mộ Niệm Niệm xoay người rời đi. Sau khi ba người nhóm Diệp Quân rời đi, một ông lão bên cạnh Nam Vân Thiên trầm giọng nói, tông chủ, ông. Nam Vân Thiên nhẹ giọng nói, ông đang nghi ngờ sao ta lại đối xử với thiếu niên kia như vậy đúng không? Ông lão gật đầu. Nam Vân Thiên nhìn mấy mệnh vận đại đế xung quanh, sau đó nói, thứ nhất. Hắn đã cứu chúng ta, ơn cứu mạng, đừng nói chỉ là cảm ơn, dù có dập đầu cũng không quá đáng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.